cháu vừa để đây đâu nhỉ? Cái hộp trắng trắng cháu đây nhỉ? Gì đấy? Bây giờ đấy. Gần lắm, cái này gần lắm. Chào mọi người nha. Chào Nguyễn Tiên ạ. Mọi người ơi, vào chia sẻ đấy ạ. Vào chia sẻ để em chơi game nhận quà này. Để em bốc thăm nào. Ở đây gần quá sao nhỉ? Chào Nguyễn Nhẫn nha. Xin thơm rồi, chào mọi người, chào Phủ Khai Phong nha. Mọi người ơi, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi ạ, chào Nguyễn Lý, Tâm Nguyễn, Tô Thị Ánh, chào Tô Thị Ánh nha. Mọi người ơi, vào chia sẻ đi ạ. Vào chia sẻ nhận quà nào mọi người ơi. Vào chia sẻ nào. Mọi người ơi, chia sẻ xong thì comment luôn cho mình số điện thoại để mình ghi luôn tên nha. Chia sẻ xong thì ghi luôn cho mình số điện thoại đi ạ. Chào Phủ Khoe Phong, người tình không bao giờ cưới. Comment số điện thoại đi mọi người ơi. Comment số điện thoại đi để mình ghi tên để bốc thăm nào. Sao lại thoát ra mà chia sẻ được là như nào? Nó có cái phần chia sẻ trong live đấy thôi. Có phần chia sẻ trong trên live ấy. Không phải thoát đâu. Xin chào Hà Thu, chào Hà Hân, chào Nghị nha. Mọi người ơi, vào chia sẻ đi, vào chia sẻ đi xong là comment luôn cho mình số điện thoại để mình ghi luôn tên nào. Bốc thăm trúng thưởng nào. Ok, Hà Thu đầu tiên này. Hà Thu nha. Nào comment số điện thoại đi mọi người ơi. Chào Ninh Huyền Trang ạ, chào Luyến Linh. Chào Thanh Tâm nha. Ok, Nguyễn Lý, chào Nguyễn Lý. Em ơi comment luôn cho chị số điện thoại đi để chị ghi phiếu bốc thăm nào. Nguyễn Nhẫn này. Ok Nguyễn Nhẫn nhá, nhớ là chia sẻ nhá. Nhớ chia sẻ nha mọi người ơi. Dưới cho cháu tí nha. Hồng Nghi Thanh Tâm. Rồi ok, hello ba mẹ xanh. Comment đi em ơi. Đâu rồi, đến đâu nhỉ nhỉ? Thanh Tâm. Nhớ là chia sẻ là bước đầu tiên nha. Nhớ bước đầu tiên là chia sẻ nhá. Chia sẻ nhá. Chia sẻ theo dõi kết bạn rồi mới được được đấy nha. Chào Nguyễn Thu Hiền, có gì em hóng với Ninh Huyền Trang vào đây em ơi. Thank you Hòa, Trang Hòa, Nguyễn Lý rồi ok nha. Comment đi hóa ơi, cho chị ít nhà cũng được không? Nguyễn Lý và máy em ấy điện thoại. Chào Hứa Huyền, chị ơi comment số điện thoại cho em đi, em ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng nào. Chào Mai Lê nhé. Rồi ok ban Mai xanh. Tâm Nguyễn mình ghi rồi. Chào Phượng Cherry, Hoàng Thu Hà, Hoàng Ngoan đây, chào mọi người nha. Theo dõi chị lâu mà chưa được quà bao giờ. Hà Thu hy vọng là hôm nay em sẽ được may mắn nhá. Hy vọng sẽ được may mắn em nhá. Hoàng Ngoan, Luyến Linh cho một phiếu rồi, ok Luyến Linh. Mọi người ơi nhớ là bước đầu tiên là chia sẻ, theo dõi và kết bạn nick Facebook của mình nha. Rồi mấy comment luôn cho mình số điện thoại. Phượng Cherry ạ. Phủ Khai Phong ok. Mình tính không bao giờ cưới. Phủ Khai Phong. Chưa thấy được bao giờ các bạn kiểu gì các bạn chẳng may mắn chấm chấm. Tâm Nguyễn rồi, chị ơi cho em một vé rồi chị ghi Nguyễn Lý rồi nha. La Hằng nhớ là chia sẻ nha mọi người ơi, nhớ là chia sẻ đầu tiên nha. Vòng tay không biết chừng nào mới tới. Xa xôi quá hay sao ấy, Phủ Khai Phong ở Hà Giang phải không? Anh em ơi, thiếu gia họ Hứa ơi, comment luôn cho em số điện thoại đi để em ghi nào.
Rồi ok, ai cũng sẽ có tên nhá mọi người ơi. Mọi người nhớ là comment luôn cho mình số, à nhớ là chia sẻ là bước đầu tiên nha, chia sẻ theo dõi các cái bạn nhá. Có Hồng Nghị rồi nha. Như rồi, đây Như Như đây. Mọi người ơi nhớ là bước đầu tiên là phải chia sẻ nha, chia sẻ theo dõi những cái bạn nha. Vào đi mọi người ơi, vào comment đi nào. Hứa Huyền, ok, Hứa Huyền này. Tâm Nguyễn đi rồi, Tâm Nguyễn đi rồi. Để rồi ok, vào đi. Nguyễn Hợi, nhớ nha mọi người ơi, cho em xin vé. Rồi ok, comment luôn số điện thoại đi. Rồi La Hằng, comment luôn số điện thoại đi nha. Chưa thấy vượt qua giờ hít Phượng Cherry. Hôm nay chị đi giờ hành chính hay sao chị? Em vé rồi Hoàng Kim bạn ạ. Bảo An ơi, comment số điện thoại chị đi em. Ghi mình chưa? Hôm nay like mặt hàng gì vậy? Phủ Khai Phong ơi, hôm nay ghi rồi, vừa ghi củ Phủ Khai Phong rồi. Hôm nay like nước hoa các thứ nhá. Nước hoa mấy đại ví các thứ nhá. Cái gì cũng có. Thích cái gì có cái đấy. Có Nguyễn Nhẫn rồi nha, chị ghi rồi đấy. Rồi ok, Như Như chị ghi rồi, Tâm Nguyễn chị ghi rồi nha. Mọi người ơi nhớ nha, chị chưa rồi, Nguyễn Huyền chưa, à Hứa Huyền rồi. Ok nha mọi người. Bước đầu tiên là phải theo dõi này, theo dõi kết bạn và chia sẻ like nha. Nguyễn Thảo My, em ơi vào chia sẻ chị đi em ơi. Hoàng Ngoan mình ghi rồi ạ. Gấu Trúc Nguyễn này. Gấu Trúc Nguyễn này. Mọi người ơi nhớ là chia sẻ nha, chia sẻ rồi comment luôn cho mình số điện thoại nha. Em nữa, Lý Thị Bích thêm rồi ok, comment số điện thoại đi em ơi. Rồi Nguyễn Trúc có rồi nhé. Hoàng Kim Bảo An. Rồi ok Ngọc Lan ơi, comment lên cho chị số điện thoại đi em ơi, để chị ghi phiếu nào. Chào màn đúng đầu tiên nha. Mọi người ơi nhớ là nhớ nhớ là vào chia sẻ đầu tiên nha, rồi mình comment số điện thoại nha. Hạnh phúc hôm nay. Chào Vương Sĩ nha, em ơi vào chia sẻ cho chị đi, biết đâu lại hay, biết đâu hôm nay lại lại may mắn, hôm qua không may mắn, hôm nay lại may mắn. Ngọc Lan này. Mọi người nhớ là phải chia sẻ theo dõi kết bạn nha. Không đến lúc là nhận được quà, tức là mình là trúng quà rồi ấy, nhưng mà kiểm tra nick vẫn chưa 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 thấy chia sẻ, chưa thấy theo dõi kết bạn thì là coi coi như là không tính đâu nha. Chào Đức Thương ạ. Thu Vi, quà là gì vậy? Rồi ok em ơi, cứ comment số điện thoại đi rồi tí nữa. Chị ghi ghi đủ đã, ghi đủ ra xong rồi chị sẽ nói về quà nhá, rất là nhiều quà nhá. La Hằng. Kiểu gì chẳng có người trúng. Trong nhóm đúng không? Triệu Hành ơi, chị đang vào live rồi Triệu Hành ạ. Chị lấy cái màu của chị cho Triệu Hành nhá. Cái màu mà chị đang dùng đây này, màu phấn mà chị đang dùng này. Màu kem mà chị đang dùng này. Đấy cái màu đấy thực ra nó trắng hồng ấy, nó không phải là trắng bạch đâu, dùng thích lắm. Chị lấy màu đấy cho em nhá. Cho em một phiếu rồi. Ok, Hạc Giới ơi, comment luôn số điện thoại cho chị đi. Nhớ là chia sẻ nhá. Ngọc Lan rồi, ghi Ngọc Lan rồi. Thu Vi. Lý Thị Bích, Bích thêm rồi ok, Lý Thị Bích thêm nãy chị ghi rồi. Thu Vi ghi rồi nha, mọi người ơi nhớ là vào comment nha. À vào chia sẻ nha, chia sẻ theo dõi và kết bạn nha. Hoàng Hiếu này, rồi ok Hoàng Hiếu Vương Sĩ này. Nhớ comment số điện thoại luôn nha, chia sẻ đầu tiên nha. Vương Sĩ. Vào đây săn quà nào mọi người ơi, vào đây săn quà miễn phí nào, free luôn nào. Hàng giấy chị ghi rồi. Hạnh phúc mong manh chị ghi rồi. Na Hoàng An rồi. Na Hoàng An.
Không có tí nữa là Không phải đồng hoa. Vâng, sao cái máy chị nó vào ấy thế nhỉ? Chào Hoàng Tú nhá, em ơi chia sẻ với chị đi. Mạng lag quá, mạng bên em lag hay là bên chị thấy bình thường mà. Triều Hành ơi, chị đang chơi mini game em ơi. Chị lấy cái màu phấn của chị đang dùng cho em nhá. Đây là em nhìn này, mịn cực kỳ luôn này. Đấy chị đang dùng đấy. Ai 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 thích 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 lấy cái thỏi kem nền BB không? Liên hệ với mình nha. Mình đang dùng nha, rất là thích nha. Đang hit hot 2018 ấy. Hạc giấy chị ghi rồi, Candy Nguyễn. Candy Nguyễn. Ngọc Lan chị thấy em nhá, chị ghi rồi, có hàng hoàng ngoan rồi. Có chờ nhá. Hạnh Phúc Mong Manh ghi rồi. Na Hoàng An chị ấy rồi. Rồi Gấu Trúc Nguyễn chị ghi rồi nha. Lý Thị Bích Thêm chị ghi rồi đó. Trang Vũ. Và comment đi, và comment săn quà free nào mọi người. Cho em một phiếu Thu Vi rồi, ok. Thu Vi này. Mọi người ơi, nhớ là phải ở trong live đấy nha. Nhớ là phải ở trong live nha. Không là... Ôi chết giấy rồi. Nhớ là nha. Nhớ nhớ là phải ở trong live nha. Vân Đỗ này. Vân Đỗ. Rồi chị ghi rồi, Candy Nguyễn. Cho bên đàn trai một vé nào. Ok, cả trai cả gái đều có mà. Cứ comment số điện thoại đi, cứ chia sẻ đi nha, rồi có hết nhá. Nhớ là mọi người ơi, nhớ là phải theo dõi like của mình nhá. Bởi vì là cứ 5 phút mình lại bốc một lần đây, nên là các bạn mà không ở trong này thì hơi phí đấy nhá. Bỏ qua rất là nhiều bạn rồi, không ở trong live, nên là các bạn định bỏ phí quà rồi. Rồi ok, Thu Vi, Ngọc Lan có hết rồi nha. Rồi ok, Triệu Hạnh chị ghi rồi đó. À đây, Triệu Hạnh chị ghi. Có mình chưa? Hoàng Oan có rồi. Sao lại mạng lag không nghe được? À mạng bên bạn lag đúng không? Em nữa chị ơi, nào Hoàng An chị ghi rồi nha, chuẩn bị bốc nha mọi người. Vân Đỗ đây, Candy Nguyễn này, có hết rồi nhá, có hết rồi ạ. Cứ trắng hơn da thường là đẹp ạ. Đây này, đây em nhìn da chị này. Đây chị đang dùng này bị mướt mượt mượt luôn này. Thích lắm. Rồi ghi hết mọi người rồi nha. Ok, Hà Mai Anh lâu lắm chị chẳng gặp Hà Mai Anh đâu cả, vào đây chơi game với chị đi. Dạo này làm gì rồi em, Hà Mai Anh này, chị ghi cho em một phiếu nhá. Và chia sẻ cho chị đi em ơi. Ghi rồi ạ, à, ghi Trang Vũ rồi nha. Mình ghi Trang Vũ rồi nhá. Rồi chuẩn bị nha. Nốt kim chi này xong là bốc luôn nha. Nốt kim chi nào. Nốt kim chi nha. Yêu yêu. Đây, bốc vào đây. Yêu chen. Rê à. Rê. Nào. Comment đi mọi người ơi. Hôm nay mặt đầu đẹp quá. Ôi giời ơi, Phủ Khai Phong ơi, thank you nha. Lại tiếp à, rồi ok, lại tiếp. Hoàng Dương ơi, vào vào ấy đi Hoàng Dương ơi. Vào comment số điện thoại đi. Bích Nguyễn rồi, ok Bích Nguyễn nha, đừng cố yêu này. Bích Nguyễn, đừng cố yêu. Bích Nguyễn này, đừng cố yêu, ghi nốt một này nữa xong là bốc thăm nha. Ghi nốt một phần quà nữa, một nick nữa nha. Rồi bốc thăm luôn. Nhớ nha mọi người ơi, nhớ nha, nhớ là phải chia sẻ nha. Nhớ là chia sẻ thôi, chị cảm ơn nha, chị cảm ơn Na Hoàng An nha. Rồi ok, bắt đầu mình bốc nha. Bốc nha mọi người ơi, bốc nhá. Bắt đầu bốc luôn nhá. Cái phần thưởng đầu tiên mình tặng mọi người. Phần thưởng đầu tiên mình tặng mọi người. Hôm nay có cả nam nhỉ? Có cả nam vào thì phần thưởng đầu tiên mình tặng mọi người sẽ là một chiếc vòng tí hưu nhá. Một vòng tí hưu nhá mọi người. Phần thưởng đầu tiên là phần quà đầu tiên là một vòng tí hưu nhá mọi người. Phần quà đầu tiên là một chiếc vòng tí hưu nha, chuẩn bị bốc nha. Đây này, cái này cũng vẫn là nick nhá. Cái này vẫn là nick nhá, đang thiếu giấy. Nên là mình lấy tạm.
Rồi mình ghi ghi mọi người rồi nhá, ghi ghi các bạn rồi nhá, mình ghi các bạn rồi nha. Bây giờ mình bốc nha. Phần thưởng đầu tiên là một hồng tí hưu này. Có mà hai mấy anh chị ghi em rồi, chị ghi hai mấy anh rồi nha. Đây bốc nha mọi người ơi, bốc nha, bốc một phiếu nha, bốc một phiếu nha, bốc một phiếu nha mọi người. Xem ai là người có tên trong này nhỉ? Hồi hộp quá đấy, hồi hộp quá cơ ấy. Em chơi nhiều rồi mà chưa trúng lần nào, không biết là hôm nay thế nào. Cố lên em, kiểu gì cũng may mắn sẽ đến với em. Đây nha mọi người ơi, đây nha mọi người ơi. Có ai ở trong này tên là Trang Hoàng nhỉ? Trang Hoàng đâu rồi, có ở live không Trang Hoàng ơi? Trang Hoàng đâu rồi, chúc mừng Trang Hoàng nha, một chiếc vòng tí hưu nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Hóa ơi, ghi 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 cho chị, các bạn chưa có vé mới vào với. Không thấy à? Ok ok, Trần Mai Xuân đợi một lát nha. Trang Hoàng đâu rồi, có đây không? Chị đếm nha. Chị đếm từ đếm ngược nha, chị đếm ngược nha. Chị đếm ngược nha. Từ 10 xuống nha. Trang Hoàng đâu rồi? Sao không phải là em? Tí nữa kiểu gì là em. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ, hết giờ. Hết giờ, không có Trang Hoàng ở trong live này, hủy luôn phiếu này nha. Hủy luôn cái quà tặng này nha mọi người. Hủy luôn nha, để bốc tiếp nha. Bốc tiếp nha, đấy mình bảo rồi, đã bảo từ đầu phải ở trong live rồi. Đến lúc mình may mắn thì không nhận được cái quà gì cả. Hết giờ thì làm sao mà ai đợi được đúng không? Đấy, cái tội là không theo dõi. Cái tội không theo dõi mất quà đấy. Nào, tiếp tiếp theo nào. Tiếp theo nha. Trần Thị Sen, muốn cho cháu Trần Thị Sen một phiếu, Trần Thị Sen. Đợi ghi thêm 2-3 phiếu của mọi người đã nhá. 2-3 phiếu mới của mọi người mới vào đấy nhá. Rồi bốc. Là thì sao là cái gì? Tiếc quá, Gấu Trúc Nguyễn bốc đi chị. Rồi ok, bốc bây giờ đây, bốc đi rồi ok, bốc luôn nha. Đấy, tiếc cho cái bạn Trang Hoàng cực kỳ luôn. Không 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 theo dõi livestream thì làm sao mà có quà đúng không mọi người? Đấy, nhận được quà mà còn không có mặt ở đây cơ. Thì còn không biết tặng vào đâu cơ, không biết được tặng như nào cơ. Sao đấy phủ cái phong? Là bốc nha mọi người ơi. Em hóng mãi rồi ok, kiểu gì cũng có đến mình nha, ai cũng sẽ được may mắn nha. Cứ tương tác tốt là có nha. Một cái vé xanh, một vé xanh, một vé xanh, không biết là ai đây, một vé xanh này. Một vé xanh này mình lấy cái tạm tờ giấy, không biết là ai đây. Rồi ok ok ok. Hoàng Công này, Sen, Trần Thị. Rồi ok, ghi nha, ghi rồi, vừa ghi rồi nhá. Đây nha, bốc nha, không biết là ai đây nha. Mọi người ơi, vào hóng quà đi, không biết là ai nha. Ai đây, mọi người có biết đọc ngược đúng không? Đây là ngược. Đừng cố yêu. Đừng cố yêu đâu ạ. Của Hoàng Dương có rồi nha. Đừng cố yêu đâu ạ. Đừng cố yêu đâu. Có ở đây không? Đừng cố yêu ơi. Có ở trong live không? Nhẫn rất là đẹp nha, sẽ có quà nha. Đừng cố yêu có đây không? Đếm ngược này. 10. Của em chị ơi. Ok. Đừng cố yêu ơi, comment luôn cho chị số điện thoại đi. Comment lại cho chị số điện thoại nhé, bởi vì là cái số lúc nãy chị ghi thì nó bị trôi mất rồi. Em đây chưa out đâu đây này, đang săn quà đấy. Vé xanh không phải của mình, có rất là nhiều vé xanh mà, không phải có một vé đâu. Đây này có nhiều vé xanh mà. Thiếu giấy nên là mới thêm giấy thôi chứ. Ok ok, đừng cố yêu nha. Đừng cố yêu trai hay là gái đây. Nam hay nữ nào để chị tặng nào? Bởi vì là vòng tì hưu có vòng nữ và vòng nam nhá. Vòng nhỏ hơn là vòng nữ, vòng to hơn là vòng nam. Đừng cố yêu chắc là nam rồi đúng không? Ok, cua đồng nha. Đừng cố yêu là nam hay là nữ đây em, trai hay gái đây để chị biết tặng quà nào. Nam ok, nam ok. Đây của đừng cố yêu nha. Đây là vòng của đừng cố yêu nha. Vòng của đừng cố yêu nha. Có số điện thoại rồi đấy. Hà Công, ông có bao nhiêu vòng rồi vẫn muốn? Bông Nguyên Vũ, dạ.
Hạ công sao ạ? Hôm nay em lại lai nước hoa nha. Chị không cho em. Có mà đây này. Thế sẽ chào mấy cái bé mới. Các mấy cái bé đi mới. Đây. Đây nha, đây nha, đây nha. Vứt vào đây, ném vào đây không vứt. Thả vào đấy. Có bán vòng đấy không chị? Vòng đấy chị chỉ tặng thôi em ơi, vòng đấy chị không bán nha em. Rồi ok, tôi yêu nha. Ghi cho tôi yêu một phiếu. Nhớ là chia sẻ nha mọi người ơi, nhớ là chia sẻ nha, đừng cố yêu, kiểm tra cho chị xem là chia sẻ kết bạn theo dõi chưa thì mới được nha. Em xin phiếu, ok. Bùi Thúy lúc nãy chị ghi rồi, em nữa rồi. Huế này, Huế lúc nãy ghi rồi sao ấy nhỉ? À chưa, Huế vừa mới vào đúng không? Huế ơi, nhận được quà cho em. Nếu mà chưa thì chắc là một hai ngày nữa thôi. Ban mai xanh kiểu gì chẳng có em. Ui, Hà Công hoành tráng thế, kiếm thỏi son tặng bồ. Nào, món quà tiếp theo son. Món quà tiếp theo là son à? Vào em một lần thôi cũng được rồi. Vào một lần thôi cũng được nha. Một là son, hai vòng tí hưu. Thích cái gì thì lấy cái đấy nha. Cho chọn quà nhé. Candy Nguyễn ghi rồi nha. Ghi 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 thiếu Candy Nguyễn rồi nha. Bắt đầu bốc này. Bắt đầu bốc này, bốc này, bốc này. chị ơi, bốc em nghe rồi. Chị bốc sẽ có quà mà. Chị còn bốc từ đầu đến like luôn. À đến cuối like luôn. Từ đầu like đến cuối like luôn này. Một phiếu này mọi người ơi. Từ đầu like đến cuối like kiểu gì cũng bốc trúng nha. Ít nhất lần nào chẳng ít nhất trên dưới 10 cái, 10 quà, một like. Bông Nguyên Vũ. Vui tính quá cơ. Tặng lại cho bạn nào sẽ có số điện thoại mình lớp 27. Hình như là mình hay sao ấy, hình như mình số đuôi đấy hay sao ấy. Phủ gai vòng ạ. Nào mọi người ơi, đọc nào. Trần Mai Xuân chị ghi rồi. Ai đây nhở? Hạc giấy. Hạc giấy là ai? Hạc giấy là ai? Lên tiếng cho chị nào. Hạc giấy là ai? Có ở trong live không? Lên tiếng đi nào. Nào không bắt đầu là đếm ngược nha. Hạc giấy đâu rồi? Có ở đây không? Chào anh Quang Hưng ạ. À. Anh ơi, chia sẻ cho em đi. Hạc giấy ơi, hạc giấy ơi. 10, 9, 8, 7, 6. Ok. Hạc giấy comment luôn số điện thoại cho chị. Comment luôn số điện thoại cho chị nào, tặng quà nào. Comment số điện thoại tặng quà nào. Ôi tưởng em cơ. Cái đích nó cũng hơi giống nhau. Ok nào, hạc giấy ơi, comment số điện thoại rồi. Ok, hạc giấy là nam hay là nữ đây em? Nam hay nữ đây em? Em là nam hay nữ để chị ấy nào. Mọi người ơi, cứ theo dõi like của chị đi nhá. Đấy, như cái bạn gì đầu tiên ấy. Bạn gì đầu tiên, Hoàng gì nhở? Chị bóc lên đây là bạn không có ở trong like, coi như là bạn mất quà. Nhiều người muốn mà chẳng được ấy. Sao lại nản bông Nguyên Vũ ơi, kiểu gì từ đầu đến cuối kiểu gì cũng có mà. Ơ Bùi Thúy vừa vào thì chị có người ghi mà em, không phải là chị ghi mà là có người phụ chị ghi nhá. Nữ rồi, ok, tặng vòng nữ. Vâng, vàng hạ đấy. Nhạc này buồn quá nhở. Có mà anh Hà Công ơi, em ghi rồi nha. Thấy Mun Mun nha. Tại sao không phải em, kiểu gì cũng đến em ạ. Chơi chơi với chị, cứ theo dõi like chị đi, cứ theo dõi đi từ đầu đến cuối. Cứ 5 phút chị lại bắt đầu là chị bốc một lần nhá. Chị để cái sẵn ở đây rồi nhá. Chị cứ like được một sản phẩm thì chị bắt đầu chị cứ đấu giá được một sản phẩm của chị thì chị lại bốc thăm nhá mọi người nhá. Anh Quang Hưng ơi, comment luôn cho em số điện thoại để em ghi phiếu của anh Quang Hưng nào. Em ghi tên nick vào đây để bốc thăm trúng thưởng nhé anh Quang Hưng ơi. Quang Hưng. Lát nữa em bốc nha, lát nữa 5 phút nữa em bốc nha. Mọi người đợi nha. Ai vừa được vậy bạn? Cái bạn bạn hạc giấy được nhá. Hoàng Ngoan ơi, hạc giấy được nhá.
Rồi ok, đừng cố yêu, đợi đợi chút nha, đợi chút nha. Đợi chút để mình bán hàng một chút đã. Cứ 5 phút là 5 5 phút nha, 5 phút thì bốc một lần. Nên mọi người đừng có thoát like, đừng có ao ra đúng là thiệt cho mọi người thật đấy. Mình muốn tặng quà cũng không biết đường nào mà tặng luôn. Tại sao không phải em, đừng ca thán kiểu gì cũng được mà em, cứ theo dõi tương tác tốt với chị thì ai cũng được quà hết. Đấy mọi người theo dõi cái nick chị thì biết rồi đấy, chị chỉ chuyên tặng quà là nhiều thôi. Em chào Kim Quang Hiệp nhá. Chờ hoài cũng đấy. Rồi ok, Phủ Khai Phong kiểu gì cũng đến mà. Ok, em cảm ơn Hà Công nha. Nhưng mà anh tặng bồ mà. Like một chút nha mọi người, like một chút nha, like một chút nha. Xong à, cứ like xong một sản phẩm lại bốc bốc thêm một lần. Nên là mọi người ơi, đừng có thoát ra, đừng có thoát ra. Nhiều khi mình thiệt đấy, mất công vào rồi thì phải theo dõi chứ mọi người. Rồi ok Vương Sĩ, tắm nhanh nha, tắm nhanh rồi vào chị bốc. Hôm nay mình lại ở, hôm nay mình lại ở cái phòng nước hoa, lại ở cái phòng nước hoa, lại ở cái phòng nước hoa nam, cả nam cả nữ có hết nhá. Lại ở phòng nước hoa nên là mình đấu giá một chút về cái sản phẩm nước hoa. Qua hôm nay lại được ngửi nước hoa rồi, trong phòng này rồi. Em tặng cua đồng một cái vòng hội. Ôi trời ơi, bông in cua đồng là như nào đây, như nào với anh ơi. Like một tí nha mọi người ơi. Blue Chanel này, Blue Chanel này. Ok, thầy Thu Vi nha, Thu Vi chị ghi phiếu rồi đấy em ạ. Rồi ok, Phủ Khai Phong ơi, vào đây vào đây đấu giá cho vui nào, vào đây đấu giá nhận quà nào, vào đây đấu giá nào, nước hoa nào. Nước hoa nha, đấu giá nha mọi người ơi. Cứ một sản phẩm thì mình lại 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 bốc thăm một lần nha, nên mọi người đừng có ra là mất quà đấy nhá. Có mà, trời ơi thoải mái mà. Thoải mái mà mọi người ơi, cứ xem đi tương tác tốt đi, kiểu gì chẳng được nguồn quà nào. Bây giờ là mình đấu giá một chút nha về cái lọ nước hoa Chanel nha, Chanel Singapore nha mọi người ơi, cực kỳ chất, cực kỳ thơm mạnh mẽ nha. Đây mọi người nhìn rõ này, đây này, nắp lúc nào cũng là nắp nam châm nha mọi người, nó tự hút vào nha, nó tự hút vào nha, nó tự hút vào nha. Đây này, mình kéo mãi mới ra được này. Đây đấy là nắp nam châm nha, đấy là hàng hàng này là hàng super fake. Hàng super fake là sát nhất là với lại cái hàng ao nha mọi người, sát nhất với hàng ao nha, giống hàng ao đến 99% luôn nha mọi người. Từ cái mẫu mã này, từ cái mùi hương này, nó chỉ khác nhau một chút ở cái chỗ ly hương thôi nha mọi người. Mọi người chú ý cho em này, ở ngoài thị trường lúc nào cái nước hoa nó cũng nhan nhản ở thị trường và rất là nhiều giá khác nhau, rất là nhiều giá khác nhau nhan nhản ở ngoài nha. Nhưng mà đó nhá, hàng fake fake 2, fake 3, fake 4 nha. Mọi người không thể là phân biệt được là hàng nào là hàng super fake, hàng nào là hàng fake nha, hàng fake 2, 3, 4 nha mọi người. Tại vì thị trường bây giờ á che mắt mọi người rất là kỹ luôn nha. Còn mình giới thiệu cái hàng bên mình này, super fake này, sát với hàng ao cực kỳ luôn nha mọi người. Đây, mình lắc đây, mọi người có nhìn rõ cái chai nước hoa không? Đây này, nó trong trong như này này. Ơi, hình như có cái đèn ở đây để soi nhỉ. Mọi người có nhìn cái nước ở bên trên không ạ? Đây cái nước ở bên trên này, mình lắc này nó không hề có một chút bọt này. Bọt nó chỉ li ti, chứng tỏ nó không, rất là ít cồn nha, rất là ít cồn nha mọi người, rất là ít cồn nên là cái độ lưu hương của nó cực kỳ lâu luôn. Hương thơm nó lưu đến 8 đến 12 tiếng nha. 8 đến 12 tiếng lưu hương nha mọi người ơi. Và mọi người phân biệt cho mình này, cái nắp mình lúc nào cũng là nắp nam châm. Nam châm tự hút nha, nam châm tự hút nha. Và bạn nước hoa bên mình không bao giờ có lọ nhựa nha, chỉ là thủy tinh thôi nha mọi người. Nào, bắt đầu mình giới thiệu qua sản phẩm rồi. Đây là sản phẩm nước hoa nam nha, rất là mạnh mẽ nha. Bây giờ mình sẽ đấu giá nhá, chơi trò đấu giá với mọi người nha. Đấu giá với mọi người trong 2 phút. Ai mà có giá cao nhất trong 2 phút, 2 phút ai mà ra giá cao nhất thì mình sẽ chốt cho người đấy cái chai nước hoa đấy nha. Và sau 2 phút mà có người trả giá cao hơn thì mình cũng không bao giờ tính nhá. Mình chỉ tính theo giờ của mình thôi nha mọi người. Ô, cái đồng hồ đâu rồi? Hoa đâu rồi? Đang ngồi trên tầng tầng 4 đấy. Lên tầng 4 ạ. Hoa ơi! Hoa! Nước hoa trên tầng 4. À đấy, trên tầng 4 đấy. Rồi ok, mọi người ơi, đợi đợi tí để mình lấy cái đồng hồ bấm giờ nhé. Lấy đồng hồ bấm giờ để cho mọi người ấy nhé, để cho mọi người đấu giá nhé. Cái đồng hồ.
tầng chị. Bốn. Đây trên tầng 4 ấy, gì lên này nữa. Mọi người ơi nhớ là tương tác nhá, cứ xong một sản phẩm lại bốc thăm một lần nhá. Nên mọi người đừng có rời cái like này nhá. Không thì phí lắm ấy, đến lúc là bốc được quà mà không nhận được quà thì hơi bị phí đấy nhá. Không, Bông Nguyên Vũ ơi, em có mấy cái, mỗi phòng like thì có một cái mà. Ở trên tầng 4 ấy ạ. Tầng 4 mỗi phòng like có một cái. Rồi rồi có rồi, chỉnh cho chị với. Chỉnh chưa? Chỉnh rồi nha, bắt đầu like nha mọi người ơi. Bắt đầu ra giá cái Chanel hoa Chanel blue Chanel này nha. Nào bắt đầu mình ra giá khởi điểm nha. Giá khởi điểm cực kỳ thấp đấy ạ, cho cái chai nước hoa này đấy ạ. Giá khởi điểm thấp đấy ạ. Bắt đầu nha mọi người ơi. Bắt đầu nha mọi người ơi, 210k giá khởi điểm blue Chanel nam 100ml. Nào 210k nào. 210k giá khởi điểm nào. Mọi người ơi, bắt đầu ra giá đi để cho mình ấn giờ nào. Comment luôn giá để cho mình ấn giờ nào mọi người. Mọi người ơi, đâu rồi, comment luôn giá đi để cho mình ấn giờ nào. 210k là giá khởi điểm cho mình đưa ra này. Giá khởi điểm mình đưa ra là 210k. Hà Công ơi, thế thì đấu cái đấy thì mặc bằng cái gì? Đấu cái đấy thì mặc bằng cái gì ạ? Anh ơi, ở đấu giá nước hoa đi. Đấu giá đi mọi người ơi, ra giá đi để cho mình bấm nào, bấm giờ nào mọi người. Ra giá đi để bấm giờ nào. 210k cái chai nước hoa này là giá khởi điểm ạ. Mọi người ơi, comment luôn đi ạ. Comment luôn giá đi để đấu nào. Comment đi mọi người ơi, comment đi. Đâu hết rồi mọi người. Body nó không được đẹp lắm. Chết rồi. Mọi người ơi ra giá đi nào để mình ấn giờ nào mọi người. Lạ nhỉ. Ra giá đi mọi người ơi để mình ấn giờ nào. Mọi người ơi, ai muốn sở hữu chai nước hoa 210, chai nước hoa Blue Chanel 210k? Ai muốn sở hữu ạ? Ai muốn sở hữu thì comment luôn cho mình đi ạ. Blue Chanel nam cực kỳ thơm nha. Cực kỳ mạnh mẽ luôn nha mọi người. Có chơi game, lúc nào cũng chơi nha em. Có chơi nha em nha. Nào đấu giá đi mọi người ơi. Nước hoa hàng gì vậy Huy Triệu ơi? Nước hoa bên mình là hàng Superfect nha. Superfect là cái hàng sát nhất với lại cái hàng ao nha. Superfect là hàng sát nhất với hàng ao nha, giống đến 99% nha. Lưu hương từ 8 đến 12 tiếng nha bạn nha. Nào vào đi mọi người. 210k. Cái chai gần bức tượng là loại gì vậy? Chai bức tượng nào á? Trái hay phải à anh ơi? Bức tượng bên này hay là bức tượng bên này? Bức tượng nào anh ơi? Bên trái em hay là bên phải em? À chắc là bên này rồi. Bên này rồi, bên này. Cái chai kia à? Valentino. Chai đấy là Valentino nha. Valentino nha. Đâu rồi mọi người ơi? Vào đấu giá đi mọi người. Mọi người đâu hết rồi? Hay nhỉ. Bắt đầu bấm giờ nhá. Bấm luôn giờ nhá để cho mọi người đỡ chờ đợi nhá. Rồi Môn Môn chị ghi phiếu rồi, bắt đầu ấn giờ nhá. Bắt đầu ấn giờ nhá. Để cho mọi người đỡ phải chờ đợi lâu nhá. Giá khởi điểm là 210k. Giá khởi điểm cho chai nước hoa là 210k. Mọi người ra giá đi. Môn Môn chị ghi phiếu cho em rồi đấy. Ra giá đi mọi người ơi. Mọi người ơi, cái hàng bên mình nha. Hàng bên mình có thể các bạn check code nha, check code mã vạch luôn nha, check code mã vạch tại chỗ luôn nha. Check code luôn được mã vạch nha mọi người.
Hàng bên mình check cốt được luôn mã vạch nha mọi người ơi. Sát nhất với hàng ao nha mọi người ơi, super perfect nha mọi người. Ai mà dùng nước hoa bên mình thì biết rồi đấy ạ. Mình đấu giá rất là thấp ạ, cái giá cực kỳ thấp, giá khởi điểm đưa ra cực kỳ thấp luôn ạ. Chúng em một lần đi ghê em với chị. Rồi ok ok ghi nha. Mọi người ơi, sắp hết giờ rồi, không ai đấu nữa chai nước hoa à, mọi người ơi. Không ai đấu nước hoa à, mọi người ơi. Sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi mọi người ơi, không ai đấu chai nước hoa à, mọi người ơi. 210k là giá khởi điểm đấy mọi người. 210k là giá khởi điểm đấy mọi người ơi. Phi chị ơi, hàng bên mình là check được, check code được nha bạn nha. Nó không phải là hàng fake loại 2, loại 3, loại 4 nhân nhả ngoài thị trường đâu nha. Mọi người vẫn chưa hiểu ạ? Đây Huy Triệu muốn nhưng mà không mà. Chưa rõ lắm đúng không? Đây mình nhắc lại một lần nha. Đây là hàng super fake nha, nước hoa bên mình là hàng super fake mà là hàng F1 nha mọi người, chứ không phải là hàng loại loại fake 2 3 4 nha. Thứ nhất mọi người phân biệt cho mình này. Lúc nào lọ cũng là lọ thủy tinh này, và thứ hai là nắp lúc nào cũng là nắp nam châm này, tự hút tự đẩy này. Đây, nắp là nắp nam châm nha mọi người. Nắp nam châm nha. Thứ ba mọi người nhìn mình lắc ạ. Mình lắc đây, mọi người nhìn mình lắc đây. Mọi người có nhìn thấy cái bọt sủi sủi lên đây không ạ? Đây 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 đây, đấy đấy. Nếu mà có bọt nhá, nếu mà có bọt thì nó cực kỳ, đây mình lắc cực kỳ mạnh luôn nha. Mọi người nhìn đi, lắc cực kỳ mạnh luôn nha. Đấy, chỉ có hạt li ti một tí bọt trên này thôi. Chứng tỏ là cái hàng này nó rất là ít cồn nha mọi người. Và thứ tư này. Tiếp theo này, mọi người ơi, nhìn cái cách mình xịt này, nhìn cái cách mình xịt nha. Đây. Đây mọi người xịt thấy mình ra xương không ạ? Xịt ra xương đúng không? Đấy, chứ không phải là xịt một phát nó là ra một giọt nước hay là ra nước như nào đâu. Cái này xịt lúc nào nó cũng ra xương nha. Nó ít cồn nó mới có xương nha mọi người, nó ít cồn nó mới có xương nha. Nó ít cồn nó mới có xương nha. Đây là mình đang xả sale cho các shop Huy Triệu nhá. Đấy. Đây và mình đang xả sale cho các shop nên mình mới đấu giá cái kiểu này nhá, mình mới đấu giá kiểu này nhá. Và tiếp theo này, bên mình check code mã vạch hẳn hoi nha, check code được mã vạch hẳn hoi nha mọi người, chứ không phải là không có mã vạch đâu nha. Check code được mã vạch hẳn hoi nha mọi người nhìn kỹ này. Mọi người nhìn kỹ này, mã vạch rất là rõ ràng, check code được nha mọi người. Rồi ok, nước hoa chị ấy ơi. Chị chào Lương Định Đào nha. Hệ thống Messenger. Ok Nga Nguyễn. Vừa nhậu vừa xem live nhậu cái gì đấy Phủ Khai Phong. Đây nha, đấy là một số cách nhận biết về cái chai nước hoa cực kỳ chất này nha. Đây là mình xả sale cho các shop nên là mình mới đấu giá rất là thấp nha mọi người. Phạm Hải, anh ơi Blue Chanel. Blue Chanel nha anh Phạm Hải ơi. Đây ạ. Mọi người nhìn mình lắc thì biết. Đây mình ví dụ một chai vơ xả đi. Đây. Vơ xả đi, mình ví dụ một chai vơ xả đi cho cái này nó trong này, cho cái lọ nó trong cho mọi người xem này. Đấu gì nhậu với lòng. Em vừa đấu xong giá khởi điểm 210k. Giá khởi điểm 210k là mọi người cứ thắc mắc mãi thôi. Đây mọi người ơi, đây là lọ trong này nhá, lọ trong đây là lọ một lọ vơ sạc nữ nhá. Tại vì cái này nào nó hơi tối nên là lúc mình lắc thì mọi người không nhìn rõ cái nước ở bên trong nhá. Đây, bây giờ mình lắc này, lắc cái chai trong trong này này. Mọi người để ý cho mình nha, lắc cái chai trong trong này. Đấy, mọi người nhìn có thấy bọt li ti không ạ?
Đấy, bọt li ti một cái xong nó lại mất luôn. Đây, bọt li ti lên một tí xong nó lại mất luôn này mọi người ơi. Mất luôn này, chứng tỏ là cái tinh chất của nó cực kỳ ít cồn nha. Cực kỳ ít cồn nha mọi người. Cực kỳ ít cồn nha. Và tiếp theo, nhớ nhá, cái nắp của nó lúc nào cũng có là 5-500 nha mọi người. Cực kỳ sang chảnh luôn nha. Nó giống đến hàng ao 99% nào. Mà mọi người nhìn mình xịt nhá. Xịt thì lúc nào cũng ra xương. Chứng tỏ nó rất là ít cồn nha mọi người. Nếu mà bình thường nước hoa mà nhiều cồn ấy, mình xịt một phát nó ra một đống nước này này. Nó ra một đống nước, nó kiểu như có giọt nước ấy. Nên là dùng nó không hiệu quả đâu nha. Bấm giờ đi rồi ok, em bấm nhậu với lòng. Có chơi game, có chơi game. Tối om cái gì đấy? Đây nha. Bây giờ mình đấu nha. Đấu đồng giá luôn đi này, cả nam cả nữ luôn này. Một chai nữ là vơ sạc này, một chai nam là Blue Chanel này, Blue Chanel này. Bắt đầu 2 phút đấu nha mọi người. 2 phút đấu, giá khởi điểm vẫn là 210k nha. Hai lọ mình đấu cùng một giá luôn đi. Giá khởi đầu mình đưa ra nên là nó rất là thấp. Nào bắt đầu mình ấn giờ nha mọi người, vào đi. Ngô Trúc Nguyễn sao lại hỏi chấm? Nhớ ghi cho em nhé, rồi Nguyễn Nga. Sẽ ghi cho Nguyễn Nga nhá. Chị ơi để ý mấy cái ấy xong là ghi cho cháu ơi. Mấy cái phiếu mọi người đến ấy, vừa mới vào ấy. Ghi phiếu vào lên cho mọi người bốc thăm. 211k Phạm Hải. Em để đồng hồ ở dưới này nhá, tí nữa nó hết nó tự kêu nhá. Nào, 211k. Phạm Hải 211k. 300k Trung Công Sơn. Trung Công Sơn ơi, anh ơi, chị đấu giá chỉ được không quá 50.000 nhá. 50.000 đổ xuống, mỗi một lần 50.000 đổ xuống thôi ạ. À. Ví dụ như 211k anh có thể lên được tầm 200 260 thôi là được tầm 50.000 thôi. 260 thôi không lên được 300 đâu ạ. Anh nghe đấu lại hộ em nhá. 300 lại cao quá thì mọi người không đấu được ấy. Nên là cứ phải đấu dần 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 lên. 211k là giá cao nhất rồi nha. Chơi game ai cũng muốn đấu giá thì không ai chơi. Ghi cho em với lượng tỷ đào rồi ok. Nhưng mọi người ơi nhớ mà vào chia sẻ nhé. Vào chia sẻ like nhé mọi người. Vào chia sẻ like nhé, mình có quà nhá. Lượng tỷ đào 215k. Rồi ok, Nghi Hàn, Sang Nguyễn, chào Sang Nguyễn nha. Nhớ là chia sẻ cho mọi người. Lượng tỷ đào 215k. Sắp hết giờ rồi mọi người ơi, đấu nhanh cho em với. Phạm Hải đâu rồi? 30 giây nữa thôi. 30 giây nữa thôi mọi người. Lát nữa đồng hồ tự kêu nha. Lát nữa đồng hồ tự kêu nha. Đâu rồi? Thực sự là mình đúng là mình xả cho các shop nên là mình mới có cái giá đấy thôi. Mình mới có giá đấy thôi nha. Phạm Hải 216k. Hôm nay mạng kém quá. Sao lại mạng lại kém thế nhờ? Ai cũng kêu mạng kém là sao? Ở bên mình vẫn bình thường mà, bên em vẫn bình thường mà. Nào 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 mọi người ơi, hết đấy, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, đâu nào, giá cao nhất là 216k Phạm Hải. 216k. 216k. Phạm Hải ơi. Comment luôn cho em số điện thoại ạ, số điện thoại ạ. Comment luôn cho em số điện thoại, em chốt Blue Channel này cho anh 216k. Thực sự là mình bán đấu giá nhá mọi người nhá, bán đấu giá nhá. Nên là mọi người chỉ cần đấu lên 1.000 cũng được, lên 2.000 cũng được, nên là mọi người cứ đấu thoải mái đi. Cứ đấu thoải mái lên 1-2.000 cũng được, nên không phải e ngại gì đâu. Đây đây là cái giá cực kỳ thấp luôn, cái giá 216k trái nước hoa cực kỳ thấp luôn, nhưng mình vẫn chấp nhận mà mọi người. Mình vẫn chấp nhận mà, bởi vì mình là người đấu giá. Mình là người đấu giá. Đây mọi người nhìn mình check nước hoa thì biết rồi đấy. Đây, mình quảng cáo nước hoa bên mình thì mọi người biết là như nào nha. Rồi ok ạ. Sao đen thui vậy trời? Cái gì đen thui ạ? À? Sao ai cũng bảo là đen thui là sao? Không, không, cái màn của em, màn hình em đen hay như nào? Rồi ạ, à, em có số điện thoại Phạm Hải rồi ạ. Blue Channel em Phạm Hải. 216k nha. Chỉ nhớ ghi giá nhé. 216. Blue Chanel này xem mình còn có, xem còn có hộp nào không? Hộp nam nam Blue Chanel.
Hết Blue Chanel, còn một loại duy nhất. Mùi thơm như nào chị ơi? Mùi cực kỳ thơm nha. Đâu rồi Nga Nguyễn? Bữa trước anh lấy của Tú dùng thích rồi. Ok anh ạ, em cảm ơn anh nha. Dùng thích lắm anh ạ. Cái mùi nó cực kỳ dễ chịu luôn. Mà nó không khác hàng Au đâu. Nó giống đến, nó giống mùi mà. Giống mùi mà. Rồi ạ, chai nấm bức tượng nha. Để em lấy ạ. Chai gần bức tượng là chai Valentino. Valentino nha. Chai này nó kiểu như dạng là nó có gai gai ấy. Valentino nha. Đây này. Ai mà tả được mùi thơm. Thơm lắm ý. Mọi người ơi, nếu mà mọi người mà chuyên quen quen dùng nước hoa ấy, thì mọi người sẽ biết được là cái mùi nước hoa bên em và mùi nước hoa mọi người dùng hàng Au ấy, mấy triệu một đấy, 2 triệu mấy một đấy, là nó dùng mùi y xì đúc giống nhau nha. Từng cái vỏ hộp này, từng cái bao bì này, từng cái mùi nó y xì đúc giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chút thôi là cái hàng Au ấy nó lưu hương lâu hơn. Còn cái hàng này thì nó lưu hương được 8 đến 12 nha. Ví dụ như hàng Au lưu hương đến tầm 15 tiếng thì hàng này chỉ được đến 8 đến 12 tiếng thôi nha mọi người. Valentino, Valentino nha. Bây giờ em đấu giá luôn nhá. Valentino nha. Valentino nha. Đồng hồ đẹp quá, nhiều tiền dậy suy vẻ. đợi chút nha Phủ Mai Phong, đợi chút nha. Đợi chút nha. Chị ghi cho em Lê Lợi, chị ghi rồi, chị ghi phiếu cho em rồi nhá. Chị like nốt cái chai này nhá. Hương thì mọi người ơi, hương thì cực kỳ là nhẹ nhàng nha. Các anh nam thì mạnh mẽ, các anh nam thì hương mùi lúc nào nó cũng mạnh hơn, nó đậm hơn một chút. Còn các bạn nữ thì cũng tùy tùy từng loại nước hoa nha. Có mùi rất là nhẹ nhàng thôi, nó phù hợp với tính chất công việc của mình nữa. Ví dụ như nước hoa này, sân văn phòng này thì mình dùng nhẹ nhàng thôi. Còn ví dụ nữ mà dùng vào bếp ấy thì mình sẽ dùng những cái loại mà nó mạnh hơn. Rồi chuẩn bị bốc nha, đây. Giới thiệu một chút cái này, đây cái nắp này. Nó rất là tiện nhá. Tiện nha mọi người. Em xịt cái lọ Valentino này nhá. Mùi mùi này cực kỳ thích luôn. Trời ơi thơm nhẹ nhàng cực. Thích lắm ấy, nó cũng như kiểu là mùi mùi gì nhỉ? Chàng biết tả đâu ấy, thơm cực. Chị thấy mà, chị này Nguyên Nhẫn mà. Chai này nam mà Bông Nguyên Vũ ơi, chai này nam. Chai này là dành cho anh mà. Valentino này dành cho anh Nguyên Vũ mà. có nha anh Phạm Hải ơi, đợi em một lát, đợi em một lát nhá. Đây em đấu nốt chai này nha, xong em sẽ giới thiệu nha. Em đấu nốt chai này trong vòng 2 phút này. Giá khởi điểm em đưa ra cũng giống cái vừa rồi thôi. 210k thôi cho mọi người dễ nhá. 210k giá khởi điểm nào. Vào đi ạ, vào đi ạ. 100ml nha mọi người ơi, dung tích nó là 100ml nha. 100ml nha. 100ml nha mọi người. Đấy, bọt li ti cái xong nó mất luôn, chứng tỏ là nó rất là ít cồn nha mọi người, nó rất là ít cồn nha. Đây mình lắc bọt li ti xong nó mất luôn đây này. Đấy đấy, bọt li ti trên mặt mọi người nhìn thấy không? Xong nó lại mất luôn đây này. Cực kỳ ít cồn luôn nha. Phạm Hải đổi đổi chai đấy à anh? Giờ ok ạ. Ok ạ, xem còn có chai nào không? Valentino. Đợi em đấu một lát nữa nha anh nhá, đợi em ấn giờ đấu đó nhá. Đợi em ấn giờ xong em để lại cho anh nhá. Để lại em ấn giờ nào bạn, mọi người bắt đầu đây ạ. 210k bắt đầu giá khởi điểm nhá. 210k bắt đầu giá khởi điểm cho Valentino này nha. Thế à anh Phạm Hải? Vâng vâng. Em xem không? Mọi người ơi vào đấu giá đi, ra giá đi mọi người. Ra giá đi cái anh Phủ, ai cái gì nhỉ? Bông Nguyên Vũ đâu ạ? Và ra giá đi ạ. Mùi thích lắm ý. Trời ơi, không thể mê được cái mùi này. Thích cực luôn, dễ chịu lắm. Ok, ok Phủ Bay Phong. Đéo ơi, thích thế, chồng. Bông Nguyên Vũ 210. 210 là cái giá đầu tiên em ra nha. 210 là cái giá đầu tiên em ra nha. Đây em bắt đầu ấn giờ này. Mọi người em bắt đầu ấn giờ, tí nữa đồng hồ tự kêu nha.
Đồng hồ tủ kê nha mọi người. Có đúng không? Có cái nào? Valentino có cái nào? Rồi chị ở trong tủ kia mọi người. Đường Thị Đào 218k. Tấn Minh có loại nào mùi rồi? Ok, có anh ơi, có anh ơi, để em một lát nha. Huệ Huỳnh 219k. Đường Thị Đào 222. Mọi người ơi, chỉ có một chai duy nhất. Ở bên phòng như thế này. 225k Bông Nguyên Vũ. 230k Huệ Huỳnh. Có vẻ như mọi người rất là thích sở hữu cái chai này ạ. Có vẻ như mọi người rất thích sở hữu cái chai này. Mọi người nên nhớ là em đang xả cho shop nha. Xả nước hoa cho shop nên mới có cái giá đấy nha mọi người. Mới có cái giá này mà em có mấy trăm thôi nha mọi người. Mọi người nên nhớ nha, chứ không phải là ở ngoài thị trường cái này không phải là mấy trăm nghìn đâu nha. 900 đến là 1 triệu hơn đấy. Hai trăm ba mươi lăm k Đường Thị Đào, 235k là giá cao nhất nha. Em xem còn mấy giây nữa. Đây mọi người ơi, nhìn rõ không? Còn 10 giây nữa thôi mọi người ơi, 10 giây nữa thôi mọi người ơi. Bông Nguyên Vũ 240k hết giờ nha. Anh Bông Nguyên Vũ vừa comment xong là bắt đầu là đồng hồ kêu. Có đúng không ạ? Em ghi. Hai trăm bốn mươi k nha. Anh Bông Nguyên Vũ comment số điện thoại cho em ạ. Comment số điện thoại cho em ạ. Anh Bông Nguyên Vũ comment cho em số điện thoại ạ. Comment số điện thoại nha. 240k. 240k quá là bè bọt luôn cho một chai nước hoa. Và đây là còn là lại còn hàng super fake đấy nha mọi người. Hàng super fake nha. Hàng mình nước hoa bên mình toàn bộ là ấy nha. Rồi anh Phạm Hải, ok anh Phạm Hải ạ. Mai anh đi tụ với hàng. Phủ cái vòng. Rồi ok lát nữa nha. Bông Nguyên Vũ. Bông Nguyên Vũ để lại số điện thoại. 240k nha. Rồi ok anh Phạm Hải nhá. Đây ạ. Đây là của Bông Nguyên Vũ ạ. 240k nha. Lạ lạ của trai. Đúng rồi ạ, em tưởng lại lấy đi tặng ai cơ. Chị ơi, mạng yếu quá. Mạng bên nào yếu thế mọi người ơi? Mọi người cứ kêu mạng yếu bên em bình thường mà. Rồi ok ạ, à, ok Tài Minh nha. Bây giờ xem không chán. Chị dùng son nào đẹp thế? Em có muốn dùng son của chị không? Chị lấy cho luôn nào Hạnh ơi. Đấu như vậy hoài là công ty phá sản. Thực sự là mình đang xả cho shop nên là mọi người đấu giá cực kỳ quá là thấp ý. Đây mình bán ra một chai nước hoa có hơn 200, quá là bèo bọt luôn. Đấy mình cứ nghĩ là mới đầu mọi người phải đầu cao cao lên một tí thì mới gọi là có hứng thú. Rồi ok. Đấy nha, bắt đầu là một chai cực kỳ nhẹ nhàng nha. Chai nhẹ nhàng của Nam nha. Chai nhẹ nhàng của Nam nha. Uzi đi.
Nam hầu như là cái hàng nó Tom Ford. Anh ơi, cái chai nhẹ nhàng, Tom Ford nha, Tom Ford nha, Tom Ford nha. Tom Ford là chai cực kỳ nhẹ nhàng nha. Tom Ford nha anh nha. Màu cam có mà em. Chị đang dùng là đỏ cam đấy. Tom Ford nha, mọi người ơi, Tom Ford nha, cực kỳ nhẹ nhàng cho nam nha. Đấy, những người mà đi làm dân văn phòng ấy, công sở ấy thì cực kỳ nó hợp lý hơn. Thơm quá. Mãi mới mua được. Cô gái mà mình qua có người là gái. Vâng Nguyên Vũ ơi, rồi sẽ có quà nha. Em biết rồi, anh tương tác với em rất là tốt, theo dõi em từ đầu đến cuối. Em lát nữa cuối like em sẽ tặng quà anh nha. Cuối like nhớ, anh nhớ ở lại đến cuối like nha. Cuối like em tặng quà. Mua hàng này còn tặng quà nữa nha mọi người. Ai mua hàng cũng có quà luôn nha. Bây giờ bắt đầu. Đây này Tài Minh ơi, đây ạ, à, đây là của con trai mà Tài Minh. Đây nha, Tomboy nha, Tomboy, à Tomfor nha. Tom Ford nha, chai nước hoa này là Tom Ford nha. Của chai nha, rất là cực kỳ nhẹ nhàng luôn này. Cực kỳ nhẹ nhàng. Đây, chai nào mình đấu giá, chai nào mình đưa ra giới thiệu với mọi người mình cũng phải lắc trước cho mọi người nhìn thấy nha. Cái độ cái cồn ở trong chai nước hoa cực kỳ thấp. Đây mọi người ơi, nhìn thấy cái hạt li ti này không? Đấy, nó lại mất luôn rồi này. Đấy, cứ lắc được một tí nó lại mất luôn hết luôn này. Chứng tỏ là nó cực kỳ ít cồn nha. Phủ vai con người tí với vợ lại tần cho. Đây nha, bắt đầu nha, bắt đầu đấy nha, em đấu nha. Chai nước hoa này cực kỳ phù hợp với lại dân văn phòng nha. Dân văn phòng này tức là làm đây. Làm như kiểu dạng làm hành chính ấy, dân văn phòng ấy. Đấy, cực kỳ hợp nha mọi người. Bắt đầu em đấu giá nha. Cực kỳ thơm luôn. Đấu giá chai nước hoa này ạ. À. Em cho giá đấu cũng tương đối là thấp thôi ạ. Thơm lắm luôn ấy. Em cho đấu giá với giá cực kỳ thấp luôn, tương đối thấp nha. 220k là giá khởi điểm em đưa ra. 220k nha là giá khởi điểm em đưa ra nha. Bắt đầu em bấm giờ mọi người ơi, vào đấu đi. 220k. Tài Minh ơi, đấu giá đi ạ. À. Giá khởi điểm mình đưa ra là giá khởi điểm em đưa ra là 220k chai nước hoa này ạ. Đeo tay. Rồi, đến cuối live em sẽ tặng quà nha. Nhớ là theo dõi đến cuối live nha. Rồi cuối live em tặng quà cho mọi người. 220k là giá khởi điểm. Lường thị đào 250k rồi. Lường thị đào 250k rồi. Đâu rồi Tài Minh ơi, vào đấu giá đi ạ. Tài Minh ơi, Tài Minh muốn sở hữu cái lọ nước hoa Tom Ford này ạ. Thì vào đấu giá thế với mình đi ạ. Đây, cực kỳ là lịch lãm luôn. Xịt cái nước hoa này vào. Thơm lắm ý. Tối nay lại ngửi chán nước hoa. Hôm nay là nước hoa nên là xịt nhiều. Mọi người ơi, đã kết nối. 230k Phạm Hải. Phạm Hải ơi, lên 250k rồi. Lương thị đào lên 250k rồi bạn. 300k, Tài Minh ơi, Tài Minh ơi, đúng rồi đấy, đúng rồi, Tài Minh là 300k là đúng rồi vì là nó là trên dưới 50k mà. Tài Minh 300k. Tài Minh lên 300k rồi ạ. Phạm Hải ơi, Lương thị đào ơi, vào đấu với Tài Minh nào. Vào đấu với Tài Minh nào. Nhìn giống cái gì đấy? Phủ Khai Phong giống cái gì? Chả nghe được, viết viết ấy đi. Viết rõ đi. Viết có dấu đi mới đọc được. 300k là giá mà Tài Minh đưa ra nha mọi người ơi. Đấu tiếp đi nào. Ai đấu với Tài Minh đi ạ. À? Ai đấu với Tài Minh đi ạ. À? 300k. Chỉ cần lên 1-2k thì cũng được mọi người ạ. À. 1-2k cũng được tính nha. 500 1.000 vẫn tính nha. Rồi Lý Thị Bích Thêm. Rồi Lý Thị Bích Thêm chị biết rồi. Hết giờ rồi nha. Hết giờ rồi nha mọi người ơi. Hết giờ rồi. Giá cao nhất cho chai nước hoa này là 300k. Giá cao nhất cho ba chai nước hoa này là 300k. Tài Minh ơi, comment luôn cho em số điện thoại đi ạ. Tài Minh ơi, comment luôn cho em số điện thoại để sở hữu chai nước hoa nào này. Tài Minh ơi, comment luôn số điện thoại cho em đi ạ. Bên đây còn có một chai.
Còn một chai duy nhất thôi. Còn một chai duy nhất thôi nha mọi người. Tôi vào để còn một chai duy nhất thôi Tài Minh ơi. Giống chai rượu đúng rồi. Nó cực kỳ là những cái mẫu mã nó cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mẫu mã nước hoa cực kỳ. Em xem chị nãy giờ chị có tặng em không chị? Em ơi theo dõi chị đến cuối live nha. Tài Minh rồi ạ, à, em nhận được số điện thoại Tài Minh rồi ạ. À. Rồi ạ. À. Còn một chai duy nhất này dành cho anh Tài Minh nha mọi người. Tài Minh có số điện thoại nhỉ? 300k nha. Sao Phủ Khai Phong bây giờ lại vào? Rồi ok Phủ Khai Phong ơi, đợi 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 tí nha. Đây đây đây, Phủ Khai Phong ơi, đợi tí nha. Vừa nói là Tom Ford là còn một chai nam. Bây giờ là còn một chai nữ luôn này, Tom Ford nữ nha. Lúc nãy là Tom Ford nam nha, bây giờ là Tom Ford nữ này. Bóc luôn nha mọi người xem. Em chào Dung Phạm à, chào chị Dung. Chị ơi và chia sẻ bài viết cho em chơi game với em cho vui nào. Lát nữa em bốc bốc thăm trúng thưởng. Nốt chai nữ này nha, nốt chai nữ này rồi à. Bốc thăm trúng thưởng tiếp nha mọi người. Nốt chai nữ này rồi bốc thăm trúng thưởng tiếp nha mọi người ơi. Đây mọi người ơi, Tom Ford nữ ạ, Tom Ford nữ màu đen nha, Tom Ford nữ là cái chai màu đen nha mọi người. Đấu giá nốt cái chai nữ này nha, đấu giá nốt cái chai nữ này nha. À, Tài Minh ơi, lúc nãy anh sở hữu một lọ nam rồi, bây giờ anh có muốn sở hữu cả một lọ nữ không ạ? Một chai nữ để cho nó đủ cặp đôi để tặng vợ tặng người yêu không ạ? Đây nha mọi người ơi, đây là Tom Ford nữ nha mọi người ơi. Nghe cho lớn mà, sao lại phải nghe cho lớn? Tom Ford nữ nha mọi người ơi. Đây mọi người nhìn thấy xương lên không? Cực kỳ ít cồn nha, thơm nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Theo dõi từ đầu đến cuối mong được nhận quà từ chị rồi, cảm ơn em nha. Lát nữa cũng có quà nha, lát nữa kiểu gì chẳng có. Tom Ford nữ nha, Tom Ford nữ nha mọi người ơi, một chai Tom Ford nữ. Dung tích nó là 100ml nha, cực kỳ nhẹ nhàng luôn mọi người ơi, thích lắm ấy. Nhưng cái mùi này mình cũng cực kỳ thích luôn. Nữ mà, mình là con gái mình cần thích cái mùi đấy. Bắt đầu mình đấu giá nha, đấu giá nha, đấu giá nha. Đấu giá cũng cực kỳ thấp thôi ạ, à. Cực kỳ thấp thôi ạ, à. Nam với nữ nha, nam với nữ nha, nữ. Rồi em có tặng quà gì cho anh không vậy? Rồi ok ạ, à. Lát nữa em tặng anh nhá. Tặng bây giờ em tặng anh Tài Minh nha. Đây, em tặng tặng anh Tài Minh một cái vòng tí. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, lấy nốt một chai Tom Ford nữ này đi anh Tài Minh ơi. Em tặng anh một cái vòng tí hưu nào. Anh bạn Hải có thơm không? Em thấy thơm quá, em chỉ thích nghe, thích ngửi thôi ấy. Rồi, ok, ok. Ok, có, anh Phạm Hải có. Có mà. Trời ơi, có hết á. Ai, cứ ai mua quà là em, à cứ ai mua là em tặng quà luôn. Tài Minh ơi, anh có muốn sở hữu cái chai nước hoa này không ạ? Em bắt đầu đấu giá chai Tom Ford nữa nha mọi người. Cũng chỉ còn một chai duy nhất thôi nha. Một chai duy nhất Tom Ford thôi nha, Tom Ford nữ nha. Đấu cặp nam nữ luôn đi. Em ơi bởi vì là cái cặp đây chị xem nào. Tom Ford à. À mọi người đợi nha. Đây. Ôi đây là vẫn là nữ này. À đây chỉ có nữ thôi. Hết Tom Ford nam rồi, chỉ còn nữ nữa thôi. Hết nam rồi mọi người ốc. Hết nam rồi, chỉ còn nữ thôi. Hết nam rồi, chỉ còn nữ thôi mọi người ạ. Bông Nguyên Vũ có nhá, đợi em nha. Đi ô nha, đợi em một tí, em đấu giá Tom Ford nữ nữa nhá. Em đấu giá Tom Ford nữ nữa nhá. Giá Tom Ford nữ em đưa ra này cũng vẫn là 220k nha. Giá hôm nay em đấu với mọi người cực kỳ thấp luôn ấy. Cực kỳ thấp luôn là cái giá mà em đấu ấy, tại vì là
Rồi ok ạ, ok em đấu nha, 220k giá khởi điểm. Mọi người ơi vào đấu đi mọi người. Đấu đi mọi người ơi. Đấu đi ạ, để em bấm giờ nào. Rồi, Phủ Khai Phong ơi đợi một tí. Có xem từ đầu đến cuối like cơ mà đúng không? Kiểu gì chả có. Nào, tâm pho nữ nào mọi người, 220k giá khởi điểm nào mọi người ơi. Mọi người nhìn có sang chảnh không? Đây ạ. Em cho mọi người nhìn kỹ đã. Đây. Cực kỳ sang chảnh nha. Màu son chị đẹp quá. Cảm ơn em. Son chị hiện tại là son chị lại không có trong cái cửa hàng. Hiện tại công ty chị là không có son này. Em có muốn sở hữu son không? Comment cho inbox cho chị. Có hơn 100 thôi. Có hơn 100 nghìn thôi em ạ. Trời ơi bông Nguyên Vũ ơi. Nào bắt đầu ấn nha, bắt đầu ấn rồi nha mọi người ơi. 220k là giá khởi điểm chắc chai. Tôm pho nữ dung tích 100ml nha. Cực kỳ thơm luôn. Mọi người ơi vào đấu đi ạ, em ấn giờ rồi đấy. Em ấn giờ rồi đấy mọi người. Chưa có người yêu lấy tặng ai đây trời ơi. Lấy đi để tặng người mà mình chuẩn bị tán ấy. Cho đối tượng nào mà mình ưng ưng ấy là mình tặng đi thì người ta mới đổ được chứ. Không tặng gì ai đổ được. Ai mà tặng vợ tặng người yêu cái chai nước hoa những cái chai nói chung là cái đồ trang sức ấy, cái đồ làm đẹp ấy hoặc là đây này nước hoa các thứ ấy thì mỹ phẩm này mọi các chị em phụ nữ nhá đều thích nhá. Đều rất là thích nha mọi người. 220k giá khởi điểm mọi người ơi, cho em giá đi mọi người. Cho em giá đi mọi người ơi. đúng rồi bông Nguyên Vũ ạ, tặng bồ. Ai chẳng có. Các anh nam ai chẳng có. Nào 220k thôi. Mọi người ơi vào đấu giá đi, sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi mọi người ơi. Eo ơi còn 45 giây nữa thôi. Mọi người vào comment cho em nào. 220k giá khởi điểm mọi người. Và comment cho em nào mọi người ơi. Còn 30 giây nữa thôi. Trời ơi mọi người đâu hết rồi. Các anh nam đâu hết rồi. Các chị nữ đâu hết rồi. Có 220k là giá khởi điểm mọi người. Còn chưa ra giá nào ấy. Thế thì biết bán như nào. Mọi người có vẻ là không thích cái chai này đúng không? Em lại rất là thích. Em cực kỳ thích cái chai này. 221 Lường Thị Đào. Trời ơi Lường Thị Đào ơi. Lường Thị Đào ơi 221. Đúng là cái giá đầu tiên mà là cái giá cuối cùng mọi người để ra cho em đấy. Đùa luôn. Đùa ấy. Đấy. Đúng là cái giá 230k Tài Minh. Rồi em ghim nha. Lường Thị Đào ơi, hiện tại cái chai này còn 3 chai nữa nha, còn 3 chai nữa Lường Thị Đào muốn sở hữu 230k không ạ? Lường Thị Đào muốn sở hữu cái giá nước hoa 230k, comment cho em số điện thoại đi ạ. Comment cho mình số điện thoại nào, với giá 230k một chai nước hoa. Trời ơi, tôi đấu giá là 220 rồi, mà mọi người mua là 230. Không hiểu là mọi người đấu kiểu gì mà được cái giá này. Tài Minh ơi, em thêm vào đơn cho anh nhá, em tặng em một chiếc vòng tình yêu nhá. Em thêm vào đơn anh Tài Minh nhá. Ok cho em một cái đi nào. Lương Thị Đào đâu ạ? Lương Thị Đào đâu ạ? Đúng là gần như là phá sản luôn mà. Gần như là phá sản luôn. Đấy bây giờ em bán em lại phải chấp nhận đấy mọi người ạ. Xong á, còn à em còn tặng quà mọi người rất là nhiều cơ. Có Ngọc Lê ơi, Ngọc Lê comment cho mình luôn nha. Ngọc Lê cho comment cho mình tí nữa. Lát nữa mình hết like bắt đầu mình sẽ check comment của bạn nha. BB tích của mình đang dùng này. Đây tiện thể giới thiệu luôn mọi người nhìn thấy có thấy mình mịn không chắc là đây này, mọi người nhìn này. Nhìn gần này. Da mình này. BB tích đấy mọi người nhá.
Đấy, đấu kiểu rất là thông minh. Tài Minh rồi ạ. Đây ạ, rồi đây Tài Minh rồi. Tặng cái vòng tí hưu nhá. Tặng một chiếc vòng tí hưu nhá. Lỗ to rồi, đấy lỗ rồi mọi người ạ. Có thương mình không thì mua lốt đi nào. Đâu rồi? Ai nhờ, ai vừa ra nhờ? Bi 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 tích nha, ở ngoài thị trường nha, ở ngoài thì lúc nào cũng bán 315 đến 320, 325k nha. Nhưng mà đây này, mình dùng này, mình dùng mình chỉ bán luôn cho mọi người giá đèo nha. Mình dùng thì mình biết nha. Mình chỉ bán cho mọi người giá đèo 290k nha. Comment cho mình nha, có nhu cầu thì comment cho mình. Lương Thị Đào có lấy nước hoa không em ơi? Lỗ nặng rồi, có dịp về Tây Ninh đi núi Bà Đen nha, vui vẻ. À, Phủ Cái Phong ở Tây Ninh à. Hè nhá, hè đi du lịch vào đấy nha. Rồi, ok. Bây giờ mình bốc bốc một mini game nha. Phủ Cái Phong. Rồi, đợi like nốt một cái đồng hồ cho Phủ Cái Phong đã. Phủ Cái Phong ơi, em like nốt đây đồng hồ nha. Like nốt đồng hồ Phủ Cái Phong 91 đúng không? Phủ Cái Phong sinh năm 91 nhỉ? Phủ Cái Phong sinh năm 91 phải không? Mình 92 nha mọi người. Giới thiệu luôn mình 92 nha. Em không? Ok nha. Ok, sau cái đồng hồ này mình sẽ bốc nha. Phủ Cái Phong ơi, anh thích cái mẫu nào ạ? Anh thích mẫu nào ạ? Anh thích mẫu nào, em sẽ đeo mẫu lên cho anh một cái. Thích mẫu nào ạ? Thích mẫu nào? Thích mẫu vàng hay là... Rồi, mọi người đừng dùng nữa. Kiểu gì cũng bóc quà mà. Đợi chị một tí. Like nốt cái đồng hồ này cho Phủ Khai Phong đã. Nam nữ luôn. Nữ, à hay là cái đôi này đi. Một cái Gucci này. Nữ, nữ hiện tại chỉ có mỗi một mẫu thôi, là Omega thôi, cái đen á. À rồi, ok. Đây, thế là một đôi này nhá, một cái là Gucci, một cái là Gucci và một cái là Omega nha. Một cái Gucci, một cái Omega nhá. Dạ. Biết ạ, xong em vừa lấy đây rồi. Đây, thế là lấy tặng cái có. Em để tạm ở đây một tí. Rồi em sẽ like hai cái đồng hồ, một nam một nữ. Cái này nó là nữ. Đây cái nam nữ. Ô thế Phủ Cái Phong ơi, cái đen này cái nữ mà. Thế chị bằng tuổi em rồi, thế thì bạn thôi. Gọi chị lại thành già quá. Không được quà là không ngủ được rồi, ok. Anh Tài Minh ơi, em tặng anh cái vòng tí hưu nhá. Màu đen một cặp luôn. Màu đen một cặp là hai cái này là màu đen nhưng mà đều là nữ. Phủ Khai Phong ơi, thêm mua một cái thôi, Gucci thôi, mua một cái Gucci tặng vợ thôi, mua một cái Gucci này tặng vợ thôi, đẹp lắm. Đây này, mẫu này đẹp cực, mẫu này đẹp này, em thích này, mẫu Gucci này em thích này. Còn nam thì lại không có thôi, đồng hồ nam thì lại không có, chỉ có mỗi một cái duy nhất là Gucci này đen này của nữ thôi này. Anh có lấy không? Màu đen một cặp luôn. Tức là hiện tại đồng hồ bên em hết rồi, chỉ còn ba bốn cái nữa thôi, ba bốn cái nữa thôi, ba bốn cái nữa thôi nha. Đúng rồi, nhẫn tỳ hưu mà vàng nha, nhẫn tỳ hưu mà vàng nha. À đâu, nhẫn tỳ hưu đâu? À ừ đúng rồi, có cả nhẫn tỳ hưu mà vàng nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Nữ nha, đồng hồ nữ nha mọi người. Có thích đấu giá không mọi người? Mọi người ơi, có đấu giá đồng hồ này không? Cực kỳ sang luôn này. Chị còn thích này, mình còn thích này. Mình thôi cứ chị với mọi người nhiều khi à. Chúng người hơn tuổi ngại lắm. Rồi, ok, đeo vào tay nha. Mình đeo tay phải nhỉ? Nữ là đeo tay phải nhỉ? Mình cứ hay quen trái trái. Cái gì cũng thích đeo trái, quen. Cực kỳ đẹp luôn nha, đồng hồ này cực kỳ chất luôn nha.
Gucci nha mọi người ơi, Gucci là cái hãng cực kỳ nổi tiếng bây giờ nha mọi người. Hãng Gucci là cực kỳ nổi tiếng nha mọi người ơi. Hãng Gucci bây giờ cực kỳ nổi tiếng luôn ạ. Đây ạ. Đây đồng hồ nữ đây. Đồng hồ nữ đây nha mọi người. Cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây mọi người nhìn này, Gucci này. Cực kỳ nổi tiếng luôn nha, cái hãng này. Ngại lắm. Đây nha, đây nha. Đây nha mọi người ơi, có thích không ạ? Có thích không ạ? Có thích không ạ? Có thích không ạ? Mình đấu giá luôn cái đồng hồ này nha. Đấu giá luôn đồng hồ này nha mọi người. Còn có một chiếc duy nhất Gucci thôi. Bạn nữ nào mà không sở hữu cái chiếc đồng hồ này thì cực kỳ phí luôn. Thì hơi bị phí luôn nha. Đây Gucci nha mọi người. Đẹp lắm. Đẹp lắm ấy. Đeo lên tay sang lắm mọi người ạ. Đây cái chất liệu ở cái dây nó da ấy. Dây da nên nhìn cực kỳ đẹp luôn. Mình đấu giá nhá, em đấu giá nhá, em đấu giá nhá, Phục Hải Phòng em đấu giá nhá. Em đấu giá nhá. Em đấu giá chiếc đồng hồ này nha. Còn một chiếc duy nhất này thôi. Còn một chiếc duy nhất này thôi. Em đấu giá nha. Giá khởi điểm luôn nha. Giá khởi điểm nha. Rồi nốt đồng hồ xong mini game nha mọi người. Mọi người ơi vào xem đi. Nốt đồng hồ mini game nha. Em đấu giá nha mọi người. 350k là giá khởi điểm. Đây chỉ là giá khởi điểm đấy nha mọi người nhá. Không phải là giá bán ra đâu nhá. Giá bán ra cái này ngoài thị trường là 700-800 cơ, 600-700 cơ nhá. Không 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 ấy đâu nhá. Đây là giá khởi điểm em đưa ra mọi người. Nên mọi người vào đấu nhá. Em ấn giờ nha mọi người ơi, cho em cái giá đi. Cho em cái giá để em ấn giờ nè mọi người. 350k là giá khởi điểm. Phủ Khai Phong ơi, 350k là giá khởi điểm em. Anh ơi, comment comment giá đi, comment đấu giá đi để cho em ấn giờ này. Phủ Khai Phong ơi. Đồng hồ rồi ok, có bạn hỏi trong mình inbox. Bạn ơi, ai ai vào inbox hỏi hỏi đồng hồ ấy, tức là hỏi các mặt hàng ở đây ấy, thì vào comment luôn hỏi cho mình nhá. Bởi vì là bây giờ mình đang live mình lại không xem. 400k là bắt đầu bán ạ. À. Bắt đầu nha, bắt đầu ấn rồi. Rồi ok, 400k là giá Phủ Khai Phong đưa ra nha. Mọi người ơi, Gucci nữ cực kỳ sang chảnh luôn nha mọi người. 400k là giá đầu tiên nha. 400k là giá đầu tiên nha. 400k là giá đầu tiên nha mọi người. Đây mọi người ạ, mọi người nhìn hộ em ạ. Trời ơi, đẹp quá, nó sang cực. Em nhìn em thích ơi là thích ý. Dây của nó là bằng dây da. Đây nhìn cái mặt nó sáng cực kỳ luôn. Chống xước, chống nước nha, chống vỡ nha. Chống tất tật tật nha mọi người. Chống tất tật tật nha mọi người ơi. Vào đi ạ, có mỗi Phủ Khai Phong thôi à. Mỗi Phủ Khai Phong thôi à. Mọi người ơi, vào đấu giá đi mọi người. Dạ. Mọi người ơi vào đi. Vào đi Bông Nguyên Vũ ơi, có nhu cầu không anh mua tặng vợ đi ạ. Anh mua tặng vợ đi ạ. Mọi người ơi vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Trời ơi, có mỗi Phủ Khai Phong thôi. Chỉ có một Phủ Khai Phong muốn muốn sở hữu cái chiếc đồng hồ này thôi ạ. Chào Luật Linh nha, chào Quan Thu Giang. Mọi người ơi và chia sẻ bài viết cho mình đi. Mọi người ơi và chia sẻ bài viết cho mình đi ạ. Đấu hết rồi. Đấu hết rồi. Hết giờ nha. Không ai thích cái đồng hồ này em cất luôn nha. Không ai thích đồng hồ này em cất luôn nha mọi người. Không ai thích thì em cất luôn nha mọi người. Đồng hồ hết giờ rồi, không ai thích em cất nha. Nào bây giờ em bắt đầu nào. Không ai thích thì em cất luôn cái đồng hồ này nhá. Bởi vì là mọi người không sở hữu, em sẽ sở hữu. À Phủ Khai Phong.
Phủ Khai Phong ơi, Phủ Khai Phong đấy, trời ơi, cái nhá, tại là anh comment cho em số điện thoại đi, Phủ Khai Phong tặng vòng nào. Chơi phát. Phủ Khai Phong ơi, comment luôn cho em số điện thoại đi ạ, à, em để lại cho anh. Thực sự là vâng em biết rồi ạ, à, anh Bông Nguyên Vũ, thực sự là cái đồng hồ này, cái đồng hồ này ơi ơi, tới quán muốn đi là cái gì. Phủ Khai Phong ơi, comment cho em số điện thoại. Em nói thật là cái đồng hồ này là bình thường bán ra là 7-800k nha mọi người, ít nhất là 7-800k. Hôm nay em đấu giá nó hơi thấp một chút nên là bây giờ chỉ có được 400k cái đồng hồ này thôi. Còn một chiếc thôi. Rồi đấy, em chúc mừng anh Phủ Khai Phong nhá. Thực sự là cái đồng hồ này em bán 400k là quá là lỗ. Lỗ cho em nhá. Lỗ đấy, nói thật là lỗ nhá. Chúc mừng Phủ Khai Phong nha. Thôi được rồi, đằng nào em cũng là chơi game mà, em chịu lỗ với mọi người mà. Em chịu lỗ mà. Em sẽ bán cho anh Phủ Khai Phong là 400k nha. Đây có số điện thoại rồi. Đi tháo cho sao? Em bỏ được cái như tối qua rồi rơi đến cái này ra rồi có một tính tin ý đúng không, hỏi là chị ơi mình nói đi đâu và rơi lúc nào không biết. Thôi nào em biết rồi ạ, thắt lưng nam đi em, rồi ok ạ, ok thắt lưng nam ạ. Chị ơi cho cháu mấy mẫu thắt lưng nam đi, để em một chút nha anh ơi, thắt lưng nam nha. Ok, cái này thắt lưng nam nha. À rồi, ok, mini game đã, trời ạ, à, không là cứ khách, mọi người cứ sốt ruột mini game thôi à. Mọi người cứ sốt ruột mini game thôi à, anh Tam Hải ơi, để em 2 phút nhá, 1 phút thôi, 1 phút thôi em chơi game với mọi người đã nhá. Đợi em 1 phút thôi em chơi game với mọi người nhá, không mọi người sốt ruột. Em chơi game với mọi người nhá, không mọi người sốt ruột đây ạ. Saki, Saki, lỗ trước lãi sau chị à, toàn lỗ thôi. Cái like của mình thì mọi người biết rồi đấy, mọi người theo dõi nick mình thì biết rồi đấy. Thứ nhất là mình bán giá cực kỳ bèo luôn, lúc nào cũng là dưới giá gốc luôn. Thứ hai là mình lúc nào cũng tặng quà cho mọi người à. Rồi rồi mini game nha. Rồi ok Phạm Hải ơi, để em 1 phút thôi, để em 1 phút chơi với các bạn thôi. Để em 1 phút chơi với các bạn thôi. Thấy Hà Thu nha, thấy Hà Thu rồi nha. Saki, Saki gửi số điện thoại đi để chị ghi mà. Em ghi rồi, Phạm Hải em ghi rồi. Cho em 1 phiếu rồi. Rồi ok, Saki, Saki. Ghi, ghi cho cháu phiếu Phạm Hải với lại Saki, Saki đấy. À Phạm Hải lúc nãy ghi rồi mà. Phiếu Saki, Saki với lại Đấu Trinh. Không ngủ được rồi. Em bảo mà cứ 5 phút, 5 phút hoặc là em like một hai sản phẩm em lại chơi game cho mọi người có khí thế. Cho giữa giờ cuối giờ, nói chung giờ nào cũng có đây nha, em vứt vào đây rồi nha. Ước gì lại là em, trời ơi may mắn lại muốn may mắn nữa đúng không? Ai mà nhận được cái vòng thí hưu của em là may mắn cực kỳ luôn nha. Lần này mình sẽ tặng nhẫn nhẫn kim tiền nha. Mình tặng nhẫn kim tiền nha. Đây, tặng nhẫn kim tiền nha mọi người ơi. Mọi người ơi, tặng nhẫn kim tiền nha. Chào Lưu Cường ạ. À, tặng nhẫn kim tiền nha mọi người, nhớ là em tặng nhẫn kim tiền may mắn nha mọi người, kim tiền vàng nha, nhẫn kim tiền vàng nha. Đây đây em nữa nhé, lượt thì đào có rồi, có rồi đúng rồi. Mọi người ơi, chuẩn bị đọc là đọc, đọc tên cho mình nhá. Không biết còn ở đây không, chúng cái bạn mà không còn ở đây ấy thì còn được book liên tục nha mọi người. Cho anh một một phiếu nha, có tài binh lúc này em ghi rồi. Đây là ai đây, đây là ai đây, trời ạ, mình đọc ngược mình cũng không đọc được. Hà Mai Anh, Hà Mai Anh, Hà Mai Anh đâu rồi, Hà Mai Anh có ở đây không? Hà Mai Anh, Hà Mai Anh mình đang nghi là Hà Mai Anh không ở đây lắm, đang nghi là Hà Mai Anh không ở đây lắm. Đếm nha, đếm ngược nha, đếm ngược bắt đầu từ 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 10 xuống nha. Hà Mai Anh, Hà Mai Anh không ở đây thì mất quà nha. 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1 hết giờ, hết phần quà Hà Mai Anh. Mọi người ơi, mọi người em hủy luôn quà của Hà Mai Anh nha. Hủy luôn đấy, em bảo rồi không theo dõi thì đúng là mất quà luôn mà. Đấy, chỉ cần mọi người thiệt thôi chứ. Trời ơi, đi ngủ rồi đúng không? Hà Mai Anh chắc là đi ngủ rồi, không thấy ở đây nữa. Bốc nữa nha mọi người, khi nào tặng được quà thì thôi. Khi nào tặng được quà thì thôi, đã bảo từ đầu rồi, đừng có ra khỏi like làm cái gì, đến lúc là mình thiệt đấy. Mình là người may mắn, mình lại chịu thiệt thì thôi đấy. Đây nha, phiếu tiếp theo nha. Phiếu tiếp theo nha mọi người, phiếu tiếp theo nha. Chẳng may mắn, vứt bỏ. Có Hà Thu. Ok, đang bốc đây Kim Chi. Đang bốc nào, chào Quốc Hưng Nguyễn ạ. Người ngóng chả được, người ngủ lại không được. Đúng là như tối qua nha mọi người nhá. Tối qua phải 5-6 lần liên tiếp rồi, đều là vào những người ngủ. Không hiểu sao những người ngủ lại may mắn thế chứ đi. Không biết là hôm nay xem lại cái like thì có thấy tiếc ngay ngáy không? Mở nha. Mở nha, đọc hộ mình nha. Không biết là bạn nào đọc hộ mình nha. Không biết là có tiếc ngay ngáy không biết nữa. Nguyễn Nhấn có ở đây không nhỉ? Nguyễn Nhấn hình như là hôm qua hay là hôm chiều nay ạ? Hay là hôm qua là được một 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 đấy rồi đấy, một phần quà rồi nha. Vừa được tặng rồi, bạn này vừa được tặng rồi đấy. Nhưng mà ở like trước, ở tặng like trước nha. Nguyễn Nhấn có ở đây không? Đếm ngược 10 9 em đây. 9 cái là thấy em ngay. Nguyễn Nhấn ơi, em được một chiếc nhẫn nha. Tên tên trùng với lại là cái món quà chị tặng em nha. Đúng rồi, Đỗ Trinh. Ôi trời ơi, hôm nay là ngày của Nguyễn Nhẫn hay sao ấy, may mắn cực. Rồi, ok. Nào, Nguyễn Nhẫn ơi, comment lại cho chị số điện thoại nào em ơi. Comment lại cho chị số điện thoại nào, chị tặng nhẫn nào. Tặng thêm một cái nhẫn nào. Trời ơi, người đâu mà may mắn vậy trời. Rồi ok. Đợi nha, buồn. Tí nữa kiểu gì cũng bốc nữa nha mọi người. Còn bốc chán chê luôn. Bốc chán chê luôn cho các bạn đi ngủ rồi mà mà trúng quà cho các bạn tiếc nha. Kiểu gì cũng bốc lên nhẫn. Nguyễn Nhẫn comment lại cho chị số điện thoại đi. Comment số điện thoại đi, cứ vui quá chị ơi là sao? Comment số điện thoại, chị cần nhất là số điện thoại nha. Chị biết là em đang vui rồi. cho mình like thắt lưng một lần nha. Cho mình like thắt lưng nha. Nào, like thắt lưng nam một, tức là mọi người đợi nhá, lại đợi nhá, đừng có thoát nhá. Rồi ok, Nguyễn Nhẫn có rồi nha. Đâu nhỉ? Ấn ghi mà khó kinh đi được. Chẳng trúng mì giặc gì cả, kiểu gì cũng trúng. Lát nữa mình cứ bốc cho trúng các bạn, là nếu mà có các bạn nào đi ngủ cho các bạn tiếc. Có mà, có Hà Công rồi ạ, à, có Hà Công rồi nha. Coi biết mà không trúng rồi, như như đợi chị nha, đợi chị nha. Tí nữa nha, tí nữa nha. Chị like dây lưng nam một tí nhá. Chị like thắt lưng nam một tí nhá. Này, mẫu đầu tiên của Nam này ạ. Mẫu đầu tiên của Nam là Kelvin Kelly này. Còn lâu mới gọi nha, là Hằng nha. Không theo dõi thì mất quà nha. À, nịnh vợ đúng không? Ok. Kelvin Kelly này là cái đầu tiên này. Cái thắt lưng số 2 này là Hermès này. Cái thắt lưng Hermès này có chữ H ở đây này. Hermès nha mọi người. Thắt lưng thứ hai là hơi mệt này, mình sẽ đấu. Đây là cái hình con gì nhỉ, con cáo à? Cái hình này là con gì ấy, mình không biết tên. Cái thắt lưng này này, đây đây nha mọi người, mình sẽ đấu từng giá nhé. Đây có cả con cá sấu nha, có cả thắt lưng cá sấu nhá, bằng da nha mọi người nha, da nha, thắt lưng da cực kỳ mềm nha mọi người. Đây nha, em sẽ đấu anh
Anh Tài Minh ơi, à anh Phạm Hải ơi, anh thích mẫu nào? Anh thích mẫu nào để em đấu giá luôn mẫu đó nào? Bởi vì rất là nhiều mẫu anh ạ. Anh thích mẫu nào anh comment luôn cho em để em đấu giá luôn nào. Anh thích mẫu nào để em comment comment để em đấu luôn giá nào anh ơi. Những mẫu nào anh comment hộ em ạ? Mẫu nào anh comment hộ em ạ? Để em đấu luôn ạ. Để em đấu luôn đỡ mất thời gian của mọi người ạ. Bởi vì là đây có cả ấy nha, có cả vơ sạc nha, có cả vơ sạc nam nha. Anh ơi thích mẫu nào ạ? Đây ạ, có cả vơ sạc nha mọi người ơi, nam này. Có đủ hết nha mọi người ơi. Thích mẫu nào để em đấu luôn mẫu đấy ạ, bởi vì là em đấu từng mẫu thì sợ lại không ưng cái mẫu đấy. Mẫu hát nha, đúng rồi, anh cực kỳ là người biết dùng. Anh cực kỳ là người biết dùng hát hơ mệt nha. Hơ mệt nha mọi người, hơ mệt nha. Đây. Chữ hát này cực kỳ, ai mà ai đấy cả, anh Nam như anh Phạm Hải cực kỳ biết dùng dây lưng luôn nha. Hát đây nhà em bán cực kỳ chạy luôn, chạy nhất là hát luôn, hầu như khách thích rất là nhiều luôn nha. Mẫu hậu là cái gì? Mẫu hậu nào đây? Mẫu hậu nào đây? Nào. Đây nha, trước khi đấu này, trước khi đấu giá em giới thiệu một chút nha, đây là bằng da nha mọi người. Cắt lưng da nha mọi người ơi. Mềm lắm, mềm lắm, mềm lắm. Đây là nhìn chắc này, men này, men lì cực kỳ luôn. Đấy, đeo vào nhìn lịch lãm. Cực kỳ luôn nha mọi người ơi. Đây. Đeo vào cực kỳ lịch lãm nha. Cái mẫu này rất là đẹp luôn nhá. Đây là cái này, đây là cái nút này cơ này. Rồi ok, giá khởi điểm luôn nha. Giá khởi điểm của cái Hermès da này, giá khởi điểm của Hermès da này, giá khởi điểm của Hermès này. Em ra giá luôn nha. Giá khởi điểm của Hermès là 300k cho một con Hermès này, cho một dây lưng Hermès này. Anh Phạm Hải ơi vào đấu đi ạ. Đây chỉ là giá khởi điểm mọi người nên nhớ, đây là chỉ là giá khởi điểm thôi nha. Còn cái giá bán của nó là giá cao hơn nha mọi người. Mọi người nên nhớ là như vậy nhá. Nên là em đấu giá khởi điểm là 300k. Vào đi ạ. Hát sao lại là hết, hơ mệt mà mọi người thích lắm ấy. 300k là giá khởi điểm nha mọi người ơi, giá khởi điểm 300k. Anh Phạm Hải ơi đưa ra giá đi để em bấm giờ nào, anh đưa ra giá đi để em bấm giờ ạ. Có ai chửi phục em không đâu ạ? Có Bông Nguyên Vũ ơi tặng tặng ấy nha, tặng cái gì nhỉ, tặng cái vòng tỷ hưu 301k Phạm Hải. Bắt đầu em bấm giờ nha. Phạm Hải 301k đúng là hơn 1.000. Sợ thật đấy. 302 Lương Thị Đào. Mọi người ơi lên cho em một tí đi. Không thì những cái lọ nước hoa lúc nãy toàn bị xịt rồi. Cái đồng hồ em còn bị xịt mấy trăm liền ấy. Mọi người à, em hôm nay em toàn bán lỗ thôi. Toàn sát với cái giá khởi điểm em đưa ra để em bán thì đúng là em chết ngất thật rồi. Như nào ơi, Phủ Vây Phong ơi. Anh Tú. À, sắp thành học trò của anh Tú đúng không? Rồi Saki, chị vừa ghi rồi, lúc nãy em vào là chị ghi rồi. 302k là giá ấy nhá. Hôm nay mọi người ra giá thấp đấy. Hà Công 303. Ok ạ, à, nếu còn nhá anh Bông Nguyên Vũ nhá. À còn một cái nữa. À thế à. À thế ạ. À. Bằng tuổi nhau ạ. À? Vâng. Anh là bạn của anh Tú kìa ạ. Nào, đấu đi anh Phạm Hải ơi, đấu đi nào. Hà Công cao hơn anh rồi đấy. 303k rồi đấy. 303k rồi, sắp hết giờ rồi. 303k. Còn 20 giây của em nữa thôi. Đấu đi mọi người ơi, anh Phạm Hải đâu rồi ạ? Đấu đi Phạm Hải 304. Trời, bàn của anh Tú khác. Phủ Khai Phong 350. Rồi cảm ơn Phủ Khai Phong nha. Phủ Khai Phong 350. Còn 10 giây nữa thôi. À còn 2 giây nữa thôi.
Hết giờ, cảm ơn Phủ Khai Phong nha. 350 là giá cao nhất. Giá cuối cùng nha. Phủ Khai Phong ơi, bây giờ là em dồn đơn hay là như nào ạ? Em dồn đơn hay là như nào ạ, Phủ Khai Phong? Em dồn vào đông luôn một đơn nhá. Dồn vào đơn à. Đây này, hơi mệt này, còn mỗi một cái nữa thôi. Đâu Phủ Khai Phong ạ? Phủ Khai Phong có ở đây không? Rồi, em cảm ơn anh Bông Nguyên Vũ. Anh Phủ Khai Phong thực sự là em thấy anh ấy đấu này giá cao mà. Rồi ạ, chung một đơn, em cảm ơn anh Phủ Khai Phong nha, chung một đơn nha. 350k. Đi ghi ra nhớ là phát đơn cho chúng ta nhé. Vào đơn Phủ Khai Phong ạ. Vào đơn Phủ Khai Phong ạ. Em cảm ơn nha, đúng là đang tự nhiên đang ở dưới vực ấy, cảm giác như mình sắp thất bại đến nơi rồi. Lên được đúng là 50k thôi mà mình cũng cái con số nó chỉ tăng lên một tí thôi, nhưng mà mình còn còn thấy cảm thấy nó được động viên hơn đấy mọi người ạ. Đúng là anh Hải Phạm, bạn anh Tú khác. Có ai thích vơ sạc này không ạ? Có ai thích mặt vơ sạc tròn này không? Có ai thích vơ sạc này không ạ? Vơ sạc cũng là đang là một cái mẫu hit hot năm 2018 này đấy. Có ai thích vơ sạc không ạ mọi người? Có ai thích ạ? Anh Phạm Hải có thích không ạ? Mọi người ơi, có thích không ạ? Có ai thích vơ sạc này không ạ? Có ai thích vơ sạc này không nhỉ? Có ai thích vơ sạc không ạ? Phủ Khai Phong lúc đấy thì tặng cái gì cho quý? Quý xem này tặng. À, chưa tặng cái gì à? Phủ Khai Phong mua... Thì bây giờ em sẽ tặng cho Phủ Khai Phong nhé. Tặng cho Phủ Khai Phong một cái vòng tì hưu. Vòng tì hưu nhé. Tặng cho Phủ Khai Phong một vòng tì hưu may mắn nha. Không có cái Kenvin. Có mà. Có Kenvin mà. Phủ Khai Phong ơi, em tặng cho anh nha. Em tặng cho anh Phủ Khai Phong. Cảm ơn anh Phủ Khai Phong là động viên nha. Em tặng cho anh một vòng tì hưu nha. Tặng cho anh Phủ Khai Phong một vòng tì hưu nha. Đây ạ, dùng cho vào đơn Phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong cũng rất là nhiệt tình ạ. Tôi thích. Tôi thích. Rồi, xem thị trần, đợi chị một tí. Đợi chị like cái Kenvin cho anh xem lại nhá. Kenvin đâu nhỉ? Để đây. Kenvin carry đâu nhỉ? Kenvin carry. À đây. Kenvin đây ạ, Kenvin đây nha. Da chất da mịn nhanh nha, chất da mịn này cực kỳ mềm này. Kenvin đây nha. Chất da cực kỳ mềm này, chất da mịn luôn này. Da mịn này cực kỳ mềm luôn nha. Chất da mịn cực kỳ mềm nha. Sao lại đen thui vậy, là như nào ạ? À? Mọi người cứ thi thoảng có người bảo là cứ đen thui. Cái nick của mình bị đen hay như nào ấy mọi người, bị tối hay như nào? Cái nick của mình bị tối như nào đấy mọi người? Kenvin Kenny nha mọi người ơi, Kenvin nha. Mẫu Kenvin nha mọi người ơi, cực kỳ mạnh mẽ đấy ạ, đây ạ. Chất da mềm nha chị anh à. Chất da mềm nha. Đây ạ. Kenvin đây ạ. Mạng nát quá. Rồi bắt đầu em đấu nốt cái Kenvin này nha, đấu nốt cái Kenvin cho mọi người rồi à, em lại bốc thăm nha mọi người. Đấu nốt Kenvin xong là em lại sao lại không nhìn được ạ? À? Đằng sau nào ạ? À? Đằng sau nào anh Phạm Hải? À không, trời ơi. Cái này làm sao mà bạc được màu? Cái này không bạc được màu đâu nha anh nhá. Cái này là mạ không bao giờ bạc được nhá, bởi vì là nó là cái chất là nó là trơn nha nhá. Nó tức là nó láng bằng trơn nên nó không phải là sơn hay là làm bằng cái phun hay cái gì đâu nhá. Cái này là cái chất liệu của nó là như này rồi, không bao giờ được bạc màu nhá. Em đảm bảo luôn nha, có bảo hành luôn nha. Những cái màu đằng sau này là không bao giờ nó bạc màu nha mọi người, để ý cho em nha. Không bao giờ bạc được màu cái này nha. Không bao giờ bạc màu, ai mà dùng mà bạc màu thì chuyển lại cho em nha. Bảo hành luôn nha. Kenvin này, em đấu giá nha mọi người. Kenvin này em đấu giá nha.
đấu giá khởi điểm giá thấp nhất nha. Kenvin đấu giá khởi điểm thấp nhất nha cho mọi người nha. Thấp nhất cho mọi người ạ, à, đấu giá khởi điểm thấp nhất ạ. À. Đấu giá khởi điểm thấp nhất nha mọi người ơi, đấy là thấp nhất nha mọi người ơi. Em đấu giá khởi điểm thấp nhất ạ. À. Giá khởi điểm em đưa ra thấp nhất cho một dây lưng Kenvin này là mọi người ơi, chú ý chưa ạ? Không không bao giờ bạc, em đảm bảo nhá, anh cứ gõ đầu thoải mái ạ. Gõ đầu anh Tùng cũng được mà gõ đầu em cũng được. Đây là em đảm bảo luôn nha, bởi vì là em có bảo hành luôn nhá. Kenvin này giá khởi điểm em đưa ra là 370k cho cái thắt lưng Kenvin này. Không bao giờ bạc nha, không sợ cái này bạc nha mọi người. Đây là chất cực đẹp nha. Giá khởi điểm của em là giá thấp nhất là 370k nha. Anh Phạm Hải ơi, cho em giá đi, cho em động lực nào. Cho em giá nào. Cho em giá, cho em động lực nào anh Phạm Hải ơi, để cho em ấn giờ nào ạ. 370k là giá khởi điểm em đưa ra cho cái dây lưng 371 Phạm Hải rồi. Ok, bây giờ anh có thể đưa ra giá hơn một tí được rồi đấy. Có thể đưa ra cái giá hơn một tí được rồi anh Phạm Hải ạ. Đây ạ. Cực kỳ xịn, cực kỳ chất luôn nha. 371k anh Phạm Hải ơi, lên nữa đi ạ. Đấy là giá khởi điểm em đưa ra mà. Mọi người cũng biết là cái giá em đưa ra là cái giá thấp nhất, không có cái giá nào thấp bằng rồi. Lại tức là cái giá đầu tiên em đưa ra là cái giá lỗ rồi ạ. Lượng thị đào 380k. Cái giá mọi người lên nhớ nhé, là cái giá đầu tiên em đưa ra là giá lỗ nhá. Giá lỗ nha mọi người tăng lên cho em một chút đi. Anh Tú em đi 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 về Hà Nội rồi anh ơi. Anh Tú em đi có việc Hà Nội rồi ạ. Đi công việc rồi ạ. 390k Đấu Tuấn, 390k Đấu Tuấn nha. 390k là cao nhất nha Phạm Hải ơi. Anh Phạm Hải ơi, cố lên ạ. 390k là thấp nhất là cao nhất rồi nha. Còn có một cái chiếc Kenvin Kelly này duy nhất thôi mọi người ơi. 390k là cao nhất nha. Mọi người ơi cho lên tí đi anh Phạm Hải ơi, lên tí đi ạ. Đây Đỗ Tuấn 390k rồi ạ. Đỗ Tuấn 390k này cho con Kenvin này rồi ạ. Nhanh lên cho một tí để em động lực nào mọi người. Sắp hết giờ rồi, còn 30 giây nữa thôi. Còn 30 giây nữa thôi. Lên tí đi ạ. Đây là giá lỗ rồi đấy ạ. Đùa lại đi đâu rồi. Còn 20 giây nữa thôi, sốt ruột quá. Xem ai cho tôi động lực đi, ai cho tôi động lực đi nào. Ai cho tôi động lực để tôi bán hàng đi nào. Nãy tặng quà quá nhiều rồi, xong à toàn bị lỗ thôi, những cái mặt hàng mình bán ấy. 391k trời ơi. Nó bó cả chân luôn ấy, bó cả chân luôn ấy. Đỗ Tuấn. Ôi. Đúng là lỗ luôn ấy. Dì ơi, dì sang bên kia hộ cháu xem là có cái ấy nào không ạ? Có cái dây lưng Kenvin này không? Ý là có cái Kenvin như này nhá. Kenvin như này nhá. Đấy thì thấy không? Nó có chữ Kenvin Kelly này. Đỗ Tuấn ơi, mình có số điện thoại rồi nha. Rồi ok Phạm Hải ạ, à, em để cho anh giá 390k nha, còn có một hay là hai cái đấy nữa. Em để cho anh nha. Phạm Hải ơi, em sẽ để cho anh mà. Ở bên đợi em để sang em bên sang phòng da ấy, phòng dây da ấy để em kiểm tra xem vẫn còn mà. Ơ, không bật được à? Thế ạ. Rồi Đỗ Tuấn nha. Rồi anh được cơ mà, em vẫn còn phần cho anh mà, 390k. Đỗ Tuấn nhanh quá. Sao? Em để 390k mà, anh là giá tròn mà. Phạm Hải. Còn có hai cái nữa. Đừng để đánh nhau nhá. Còn có hai cái nữa em để luôn là 390k nhá, cho nó tròn số nhá. Vẫn còn mà, rồi Lương Thị Đào. Lương Thị Đào ơi, comment số điện thoại ạ. Lương Thị Đào comment số điện thoại, ok, 390k, Lương Thị Đào. Ôi chết rồi, lại bán lỗ rồi. Đỗ Tuấn Lương Thị Đào à? Rồi ạ, Đỗ Tuấn Lương Thị Đào. Lại lỗ cái này về đây này, bán lỗ ra ngoài này.
Em cho mọi người xem giá thật của em nhá. Em cho mọi người xem giá thật nhá. Mọi người ơi, hôm nay đúng là ngày hôm nay là ngày gì của em không biết. Đây mọi người này, 480k là bình thường, là giá bình thường. Giá bình thường em ra là 480k. Rồi Lường Thị Đào, để cho Lường Thị Đào một cái. Đây ạ, đây là giá thật mà em đưa ra nha. Đấy, tại mọi người ấy, mọi người cứ comment ấy, chả chịu cho em lên giá cao cao một chút gì cả ấy. Xong á, toàn bị bán lỗ rồi. Anh Phạm Hải một cái nhá, gì nhá. Phạm Hải ơi, ok rồi đấy. Phạm Hải ok rồi mà. Ok rồi, anh Phạm Hải ok rồi. Chắc nhìn thấy giá xong lại ok rồi. Nhìn thấy giá thật xong lại ok rồi phải không? Ê xa, đây, Vô Nguyên Vũ. Vui tính nhờ. Đây ạ, ba cái này, Đỗ Tuấn một cái này, Phạm Hải một cái này, Lường Thị Đào một cái nhá. Gửi em địa chỉ hôm qua nhé. Rồi Lường Thị Đào ơi, hôm qua chị có địa chỉ của em rồi, nhưng em cứ comment lại cho chị số điện thoại nhá, cho chắc nhá. Em comment lại cho chị số điện thoại rồi phải không? Em comment cho chị số điện thoại rồi phải không? Đây ba cái 480k của tôi một cái đấy. Mọi người ơi, ba cái đúng là bay vèo mới đi là lỗ 100k một cái. Cực kỳ, đây là đấu giá nhá, đấu giá của mình đã nói rồi, đấu giá là mình chỉ đưa ra giá cực kỳ thấp thôi để cho mọi người đấu cho vui thôi. Mọi người à, đấu thấp quá đâm ra là em toàn bị lỗ rồi. Bạn ơi, đây tới đây đâu, Đỗ Tuấn ơi, bạn tới đây. Bốc đi buồn ngủ quá rồi, ok chuẩn bị bốc nhá. Chuẩn bị bốc nhá. Chuẩn bị bốc nha. Chuẩn bị bốc nha. Tặng quà anh thỏi son cho vợ đi. Lỡ rồi anh Phạm Hải ơi, lúc nãy em tặng rồi mà. Lúc nãy tặng tặng anh Phạm Hải ấy rồi đây, vòng tỷ hưu rồi. Thế anh ơi, đổi vòng tỷ hưu lấy son nhá. Đổi vòng tỷ... Cái gì ạ? Đỗ Tuấn ơi, cái gì ạ? Đỗ Tuấn ơi, cái VS đó là cái gì ạ? Cái VS là cái gì? Ở đây có cái nào rồi? Cái VS là cái gì Đỗ Tuấn? Alo, alo, Đỗ Tuấn ơi, đây ạ. Rồi Candy Nguyễn chuẩn bị bốc nha. Ok. Đồ son để anh ấy tặng vợ ấy. Đồ cái vòng tí ra đây ạ. Để cho anh thỏi son tặng vợ. Ba cái. Đâu rồi Đỗ Tuấn, đâu rồi? Mặt tròn, mặt tròn. À, vơ sạc mặt tròn. Rồi ok, để lại cho Đỗ Tuấn cái vơ sạc mặt tròn. Trời ơi, cái vơ sạc này chắc là đắt tiền lắm ấy. Chưa thấy có giá đây. Giá đây. Đây còn cái nữa đây. Vâng, vâng, thì xem mà cháu xem là giá bao nhiêu đấy. Rồi ok, chuẩn bị nhận kim tiền vàng nha. Vơ sạc đây. Vơ sạc đây ạ. Mẫu này ạ. Cái mẫu này xong là cái da nó sần sần ấy, cái hình vơ sạc ấy. Vơ sạc này cực kỳ, chị nghĩ là mình nghĩ là đắt tiền hơn đấy. Để kiểm tra đã nhé Đỗ Tuấn nhé, để so xem về cái giá mà bạn đấu giá xem là có thể sang được không ấy. Không thì nếu mà lỗ quá thì cũng thực sự là khó. Tí hưu á, tí hưu có màu vàng mà. Tí hưu là cái vòng này á, tí hưu là cái vòng này này. Tí hưu là cái vòng này này. Đây tí hưu là vòng này nhá anh ơi. Anh nha, Đỗ Tuấn ơi, đợi mình một chút nha. Đợi mình một chút nha. Để xem để xem là cái giá chính của cái kia như nào, bởi vì là cái này thực sự là mình chưa biết giá ấy. Để mình xem cái giá gốc của nó xem cái có thể đổi được trên dưới 100k không nhá. Để sang ngang, cái này là bao nhiêu? Ok, ok, ok. Giá này là 450k, 450k mình đổi lại cho luôn nha. Mình đổi lại cho Đỗ Tuấn 390k luôn nha. Đỗ Tuấn ơi, chuyển sang cái vơ sạc nha Đỗ Tuấn nha. Hi hi, mua đến lúc để tặng vòng rồi, ok chuẩn bị. Đỗ Tuấn nha, 390k đây ạ. 390k Đỗ Tuấn lấy vơ sạc. 390k nha. Lấy vơ sạc, Đỗ Tuấn không lấy cái Kevin nữa mà đổi sang vơ sạc ạ. Ok nha, Đỗ Tuấn ơi có địa chỉ, à có số điện thoại nha. Mai nhớ check cho em nhá. Yes. Yes, sướng quá, bởi vì là nó hơi đẹp, nó đẹp quá.
Chị không bán vòng tỳ hưu đâu bà ạ, chị không bán đâu nha, bên chị chỉ tặng vòng tỳ hưu vàng thôi. Chị cho em xem giá trước rồi đấu, mọi người sợ thiệt đấu cao quá ấy. Ôi trời ơi, Lường thì Đào ơi, đây này, giá đây này. Tại vì là cái lúc nãy, cái giá lúc nãy đây. Chị nói thật nhá, cái giá lúc nãy của nó không kèm giá. Nó không kèm giá ở đây, nó không kèm giá ở đây, đây này. Lúc mà chị sang lấy cho mọi người ấy, thì đây chị lấy thêm cho mọi người, bắt đầu thì mới có cái giá nó gắn cả đấy ấy. Còn cái này bị mất giá nên là thực sự là chị không biết. Đây này, chị đúng là 90.000 luôn, chị bị lỗ 90.000, 100.000 nhá. Cho mọi người rồi. Tặng cái gì? Tặng cái gì Tuấn ơi? Đỗ Tuấn, tặng cái gì ạ? À? Tặng vòng tỳ hưu á? Đỗ Tuấn để lại số điện thoại cho thầy ạ? À? Để lại từ đâu thế ạ? À? Từ lúc cái vô sạp đấy. À từ 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 lúc cái Kevin đấy, Đỗ Tuấn để lại số điện thoại. Đỗ Tuấn ơi, để comment lại cho mình số điện thoại đi ạ, à. Nó bị trôi mất rồi. À được, có rồi đúng không? À rồi ok, tặng vòng Đỗ Tuấn đi. Tặng 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 vòng Đỗ Tuấn đi. Tặng cho Đỗ Tuấn một vòng. Bảo mà cứ mua đi rồi sẽ được tặng quà mà mọi người. Trời ơi. Đấy, Lường thì Đào lãi chưa? Rồi ok nha, lãi chưa mọi người? Lãi chưa? Mình cho xem luôn giá đấy. Máy hết pin rồi nè. Rồi ok. Bốc nha, bốc nha. Bốc nha cho không khí nha mọi người, bốc nha cho không khí nha. Bốc nha cho không khí nha. Cho ai đi ngủ mà trúng quà cho người đấy tiếc. Ai đi ngủ mà trúng quà cho người đấy tiếc nha. Bây giờ mới bật chói quá. Không quen sáng ấy. Đang tối quen rồi em tắt đi chị. Đang bị tối quen rồi ấy. Đây. Bốc nha. Vòng không bán đâu nha, Triều Hạnh ơi, vòng vòng bên chị không bán đâu em nha. Không bán đâu, vòng này vòng tí hưu chỉ để tặng thôi nhá. Trời ơi, người ta đã lỗ rồi, Lường Thị Đào ơi, Lường Thị Đào có mấy đơn nữa nhở? À Lường Thị Đào hôm qua được cái gì rồi em nhở? Em tính cho chị hôm qua cái quà chị tặng là em là cái gì với? Tại vì là cái hôm nay là em là chị bị lỗ mà. Ok, bốc luôn nha. Lường Thị Đào ơi, hôm qua em nhận được những quà gì của chị ấy, Lường Thị Đào? Còn cái dây lưng tối nay là bị lỗ rồi nha nàng nha. Nàng biết chị bị lỗ rồi đấy. Chị cho nàng xem giá rồi đấy. Ôi trời ơi, một cái xanh mọi người ạ, một cái xanh không biết là xanh của ai đây. Không biết là ai đây. Ở đây chỉ có ở đây có tầm chục cái xanh, chục cái giấy xanh. Rồi nha, bốc nha. Ai ở đấy thì ơi ơi cho ơi cho mình một tiếng nha. Ai ở đấy thì ơi một tiếng cho mình nha. Bích Nguyễn có đây không? Bích Nguyễn còn ở đây không? Nghi lắm, nghi lắm, nghi là ra đi ngủ rồi lắm. Bích Nguyễn có ở đây không ạ? À? Nghi lắm. Nghi lắm nha, đếm nha. Một son rồi, thôi Đào ơi. Lường thì Đào ơi, Lường thì Đào ơi, để mai tặng nhá. Mai tặng nhá, vì là hôm nay cái dây lưng là bị lỗi rồi mà. Đào cũng biết là ấy rồi mà. Đào cũng biết rồi mà. Bích Nguyễn ơi, bắt đầu đếm nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hết giờ. Ngủ rồi, biết ngay là ngủ rồi mà. Cái bạn Bích Nguyễn này bình thường bạn tương tác cực kỳ tốt luôn, bạn cứ theo nó từ đầu đến cuối. Xong á cứ kiểu như mong muốn mình tặng được quà, được nhận quà ấy. Đấy. Mai cho xem lại like cho tiếp 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 ngẩn tiếp ngơ nha. Cái tội mà đi ngủ sớm không theo dõi, đã bảo rồi không nghe. Đúng là bảo rồi không nghe đến lúc nào mình thiệt mà. Ok thì mình hết đầu tí mình tặng nào. Tiếp tục một nick nữa không biết là ai rồi. Ơi đúng là thật là chia buồn với Bích Nguyễn mà, chị đã bảo rồi đừng có ra cái gì đây. Lỗ Tấn đi tặng kìa là cái gì đây, Lương đi nào, ngày nào cũng xem mà không được gì. Hu hy vọng nha, hy vọng nha mọi người, đọc cho mình cái. Ngọc Lan à, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan có đây không? Nghi cái bạn này lắm bởi vì bạn ấy từ nãy không thấy comment gì cả. Thấy comment mỗi cái số điện thoại này là đấy chắc là anh đi ngủ rồi. Ngọc Lan nha, Ngọc Lan nha, có ai nick Ngọc Lan ở đây không? 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Đúng là đi ngủ được rồi mọi người ạ. Mọi người có thấy tiếc thay không? Có người muốn quà thì chẳng thấy đâu. Có người á nhận được quà lại đi ngủ rồi. Để cho Mai xem lại cái livestream cho tiếc ngẩn đến ngơ luôn nha. Chị ta ép pin. Phủ cái băng ơi, sạc pin vào đi. Phủ cái băng ơi. Ngủ rồi. Rồi ok, những ai ngủ thì người đấy thiệt mà. Vẫn còn sớm mà đã đi ngủ rồi trời ạ. Đã nhắc từ đầu like đừng có được đi ngủ rồi. Đừng có đi ngủ từ đầu like rồi. Đây đây đây. Một nick nữa là không biết là ai nha. Một nick nữa không biết là ai nha. Một nick nữa không biết là ai nha. Mai 10 giờ em like đi. 10 giờ like lúc đấy các bạn đi ngủ hết rồi. Để cho các bạn thức cả đêm mà. Em chỉ bình thường chỉ like đến 11 giờ kém thôi nha mọi người. Cũng 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 gần gần đến giờ rồi đấy. Mà giờ là hết rồi ngủ luôn đó. Vâng em là Minh nha. Ai đây? Ai đây? Sen Trần Thị đâu ạ? Sen Trần Thị lúc nãy vẫn thấy cách đây phải tầm 5 5 5 10 phút rồi vẫn thấy bạn xuất hiện ở đây nhá. Hỏi xem lại xem Sen Trần Thị có đêm nha. Sen Trần Thị nha. Bắt đầu đếm nha. 10 9 8 7 6 5. Ui, lên rồi, hiện rồi, thiêng quá. Xem Trần Thị đấy, mình bảo là bạn xem Trần Thị lúc nãy vừa thấy comment mà. Tức là ai comment thì biết ngay mà. Rồi ok, xem Trần Thị, một kim tiền vàng nha. 2, 3, 1 hết là cái gì? À, đếm nhanh nhá. Đếm nhanh không được bởi vì đếm nhanh lại không công bằng. Ví dụ mà các bạn chưa kịp comment thì sao, hoặc là mà các bạn lát thì sao, mình phải đếm như này để cho các bạn lên chứ. Không đến lúc này ấy, Sen Trần Thị chưa ngủ đang hóng quà. Sen Trần Thị đấy em ơi. Quà. Toi rồi. Hoàng Ngoan cũng tương tác cực kỳ tốt luôn. Mai nhá. Hồi chiều em được nhắn rồi. Trời ơi, thế thì nhường cho người khác đi, Sen Trần Thị. Được rồi thì thôi em. Nhường cho người khác đi. Vòng hiện tại bây giờ chỉ còn còn mỗi chiếc. Đùa, chỉ có mỗi chiếc nam thôi. Xem Trần Thị là nữ. Nữ lại không được. Vòng có mỗi chiếc nam thôi. Đếm đến 20 giây đi. Ôi trời ơi. Vòng Nguyên Vũ. Thấy. Đếm thế là công bằng rồi chứ mọi người. Mọi người không thấy em công bạch hay như nào đây. Mà phải vênh mặt đấy. Trời ạ. Khổ thật đấy, làm dâu trăm họ khổ lắm á. Xem Trần Thị ơi, nhẫn nhá. Ừ rồi ok. Đây xem Trần Thị đổi này. Đổi vào này. Ok nha, cho chồng đeo luôn. Chồng em đeo cũng được. Mọi người muốn like cái gì nào, like một thứ nữa xong là bốc là hết giờ luôn. Rồi ok, sẽ nữa nha. Chuẩn bị nữa nha. Nào bây giờ like, like cái gì cho mọi người hào hứng tí nha. Like cái gì cho mọi người hào hứng nhá. Like cái gì cho mọi người hào hứng tí rồi là bốc tiếp rồi nhỉ. Like cái gì hào hứng tí xong bốc tiếp nhỉ, cho mọi người hào hứng. Hồng Nguyễn ghi ghi cho chị một phiếu. Hồng Nguyễn, chị Hồng Nguyễn là comment số điện thoại đi. Dề thế là cái gì. Rồi ok nha. Đấy chị dễ tính lắm xem Trần Thị ạ. À. Nên là cứ tương tác tốt với chị nhá. Ai vào cũng được rồi nha. À nước hoa rồi ok ạ, nước hoa nha. Đỗ Tuấn chưa có nước hoa đúng không? Đúng rồi đây, Hồng Nguyễn đây, em vừa ghi rồi nhá, Hồng Nguyễn nhá. Em vừa ghi chị rồi nhá. Lát em bốc nhá. Dây nịt nữ hay nam? Kim Chi ơi, dây nịt nữ là em. À rồi ok, Bông Nguyễn Vũ đi ô nữ. Đi ô nữ lấy. Đi ô nữ nước hoa anh. Nước hoa hay là dây thắt lưng nào? Ok, nước hoa nữ nha. Đợi tí nha. Đợi tí nữa là xong là dây. Tại vì là đây là đang cái phòng nước hoa nhá. Mọi người ơi, đang phòng nước hoa nên là mọi người đợi tí mới có dây dây lưng nữ nhá. Chuẩn bị có dây lưng nữ nhá. Bây giờ tranh thủ đợi mọi người đi giấy lấy sang phòng ra để lấy dây lưng ấy thì mình like luôn cái nước hoa luôn nhá. Đi ô nữ. Cho không em có được. Có tên Kim Chi rồi, nãy chị ấy rồi. Đi ô nữ nha. Anh luôn ơi, tìm cho em một cái Dior nữa. Nước hoa Dior. Dior.
video nữ đây, đang ngó, đang ngó, đang ngắm nha, đang ngắm video nữ nha. Đi ô nữa. Đô xì, đi ô từ nha, đi ô chưa thấy ở đây đâu. Chưa thấy đi ô. Cho em xem, anh xem ở trong này. Đô xì. Đi hiện tại hết rồi. Bây giờ mẫu nữ nha. Em đọc luôn cái mẫu nữ nha. Mẫu nữ này còn có đôn chề này. Đôn chề này, vơ sạc này, Gucci này, Chanel này. Vơ chề đôn chề, vơ sạc, Gucci và Chanel nha. Tom Ford đứng vẫn còn nha. Em đâu chị? Có rồi nha. Rồi ok, một nam nha. Bông Nguyên Vũ ơi, không có rồi. Em cứ đấu lo nữ cho tụi Đỗ Tuấn đi. Đỗ Tuấn là nam nha. Đỗ Tuấn là bảo nam nha. Anh Bông Nguyên Vũ ơi, trai nào của nam? Đây, trai của nam luôn này. Mình sẽ, bây giờ nhá, mình sẽ like một cái trai nam cực kỳ thơm cho mọi người xem nha. À, đây. Home Spot nha, Home Spot nha. Đây là thuộc hãng của Chanel nha mọi người. Home Spot nha mọi người ơi, nam cực kỳ mạnh mẽ luôn. Mọi người nhìn thấy đây, Spot ở đây không? Spot ở đây không? Tức là nó là thể thao. Nó là cực kỳ mạnh mẽ nha mọi người ơi. Mọi người hoạt động thể thao này, tức là mọi người hoạt động mạnh ấy, mọi người dùng cũng rất là tốt nha. Đây là dành cho những người mạnh mẽ nha. Những anh nam mạnh mẽ nha, hoạt động mạnh nha. Đây này Chanel nha, nó là của hãng Chanel nha. Home Spot cực kỳ thơm luôn. Cực kỳ thơm luôn nha mọi người ơi, cực kỳ thơm luôn nha. Rồi ok, xong lại đấu. À xong lại bốc thăm để cho những cái người mà đi ngủ lại tiếc. Lại chuẩn bị đấu đấy. Lại chuẩn bị bốc thăm đấy. Đâu? Đây ạ. Đây nha. Hotspot nha, đây. Đỗ Tuấn ơi, để ý kỹ này, chị xịt này nhá. Đây mình xịt này nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy xương không ạ? Mọi người chú ý cho mình nhá. Xịt nước hoa ấy, mà nó có xương ấy thì chứng tỏ nó rất là ít cồn nha. Nếu mà chai nước hoa nào mà nhiều cồn nhá, thì xịt ra như kiểu mình xịt ra nước luôn ấy. Nó có giọt nước đây này, nó không có ấy ở đây đâu. Trời ơi, xịt nhầm vào mặt rồi. Đầu giá nha. Xịt nhầm vào mặt thề. Vừa xịt vào mũi rồi. Đấu giá nha. Thánh xịt nước hoa đây rồi chứ. Xịt nhầm vào mặt chứ. Cây đại ca, em ơi ghi cho chị một phiếu tên cây đại ca đi. Để lát nữa chị bốc thăm. Nào, 2 phút bắt đầu nha. 2 phút bắt đầu nha. 2 phút bắt đầu nha. Mình sẽ đấu cái lọ Chanel Home Spot này nha. Là với giá khởi điểm nha mọi người ơi. Giá khởi điểm là 250k. Khởi điểm là 250k cho lọ Home Spot dung tích 100ml luôn nha. Nào, Đỗ Tuấn ơi cho chị giá đi để chị ấn giờ nào em. Đỗ Tuấn ơi cho giá đi ạ, cho giá đi để mình ấn giờ nào. 250k giá khởi điểm nào. Đỗ Tuấn ơi cho giá đi ạ để mình ấn giờ nào Đỗ Tuấn. Thơm quá rồi, vừa xịt nhầm vào cả mũi trời ạ. Khổ thân thôi chưa. Hôm nay toàn ngửi nước hoa thôi à. Rồi ok, bắt đầu 260k Đỗ Tuấn rồi. Bây giờ mình sẽ để đây nhá. Mình sẽ để đồng hồ đây nhá. Tự động kêu nhá. Giảm tuổi thọ của pin. Trời ơi, phủ khách phong ơi, người ta like người ta còn chưa nói gì ấy. Mình chỉ mỗi xem thôi mà. 260k. Phiếu bốc thăm, cây đại ca ơi, comment số điện thoại đi để còn ghi phiếu bốc thăm nào, bốc thăm trúng thưởng nào. 260k, Đỗ Tuấn ơi lên một tí đi em ơi, chị ấn giờ rồi đấy. Đỗ Tuấn ơi, lên một tí nữa đi, ấn giờ rồi đấy. 260k là giá cao nhất. Đỗ Tuấn ơi lên cho chị một tí nữa đi em. Mấy cái anh nam. Trời ơi, Đỗ Tuấn ơi từ đã đang đấu giá mà. Vội thế.
Đấu đi, đấu 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 nó cao hơn 260k một tí đi. 280k rồi, ok Đỗ Tuấn. Trời ạ. Cây đại ca. Không xem nữa được. Vô Nguyên Vũ sợ thật đấy. 280k là cho chai nước hoa rồi nha. Còn có 40 giây nữa nha mọi người. Còn có 40 giây thôi. 280k rất có thể là Đỗ Tuấn mua được cái chai nước hoa này nha. Ôi giời ơi. Hôm nay mình bán toàn bị lỗ thôi mọi người ạ. Toàn bị lỗ rồi, gần gần một nửa thôi. Nhưng mà vẫn cười tươi lắm, bởi vì là được tặng quà mọi người mà. 280k. Sắp hết giờ rồi này, 10 giây nữa thôi. Đỗ Tuấn ơi, Đỗ Tuấn ơi. Còn 10 giây, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chốt Đỗ Tuấn nha, 280k. Để rồi, còn Đỗ Tuấn ở đấy thôi. Đỗ Tuấn ơi, comment lại cho mình số điện thoại đi. Trời ơi, các bạn vừa chuyển hết đơn xuống dưới rồi, nên là comment lại số điện thoại cho mình đi. Yes. Lúc nào yes nhanh lắm ấy. Comment luôn số điện thoại đi. Điện thoại có mà đầy rồi, giờ đại gia điện thoại à, đại gia pin này rồi. Ok, nhận được số điện thoại Đỗ Tuấn rồi nha, gom vào một đơn nha. Ok nha, bây giờ bốc thăm tiếp xem là ai đi ngủ. Mình cứ phải chơi cái trò đấy cơ. Cứ phải chơi cái trò bốc thăm xong là like xong là phải bốc thăm một cái cho mọi người tiếp cơ. Cái ngẩn cái ngơ ra đây cơ. Còn một cái nhẫn chiếc một chiếc nhẫn kim tiền vàng này tặng nốt mọi người này. Em toàn chịu lỗ mà mọi người. Hầu như cái like nào của mình ấy, hầu như cái like nào của mình cũng toàn tặng quà nhiều thôi mà. Bán hàng thì toàn bị lỗ, tặng quà thì nhiều. Chỉ mong tương tác của mọi người thôi. Vòng huyết long rồi, ok ạ. À. Yến Ly ơi, vòng huyết long nhá. Vòng huyết long nhá. Em like đốt cái vòng huyết long nhá. Vì là có Yến Ly được vâng ạ, Yến Ly này. Em like vòng huyết long cho mọi người xem nhá. Vòng huyết long may mắn nha mọi người. Vòng huyết long này, nhà em vòng huyết long nhà em đây nha. Gấu Trúc Nguyễn rồi, ok, từ từ nha, lát chị bốc nha, nốt cái vòng huyết long này nha. Chị lai like nốt cái vòng huyết long này nè. Ờ, bật cái đèn này như nào nhỉ? Bật cái đèn này này để chị soi. À đây à, đúng không? Ờ, để chị soi vòng huyết long. Cho em mượn cái điện thoại, em soi. Vòng huyết long này nha mọi người, cực kỳ này, vòng huyết long cực kỳ may mắn này. Mọi người biết đeo vào làm sao không? Huyết long có nghĩa là gì không mọi người? Máu rồng đấy, nguy hiểm không? Vòng này bán nhưng không phải tặng đâu. Rồi ok ok. Bao nhiêu ly ấy? Sao như nào? Em hỏi bao nhiêu ly nhỉ? Thì ra em hỏi bao nhiêu ly? Hôm nay chịu. Ngân hàng có thiếu. Hôm nay có thiếu mà. Ly ở đâu? Lại có cái máy. To quá không yêu. Con lấy tầm 5, 5 hoặc 7 ly. 7 ly. 7 ly tầm 5 hoặc 7 ly thôi, 5 7 ly thôi, 5 hoặc 7 ly thôi. Ôi giời ơi, bị chói mắt không nhìn thấy gì đó. Bị chói mắt tại vì vừa nhìn cái bóng này ấy. Trời ơi, khó vậy. Cái giò. Chết rồi mạng lag. 18 ly á? Bông Nguyên Vũ. Hỏi nhiều vậy, bác xem bao nhiêu ly nào? Trời ạ, cái vòng huyết ly, vòng huyết long này tại vì là của các shop để lại ấy, nên là nhiều hàng quá, cái vòng huyết long này thì mình cũng không rõ là bao nhiêu ly để cho mình soi mọi người. Ôi, soi như nào nhỉ? Soi như anh bạn ơi, soi em ơi. Không phải là móng rồng, trời ạ, huyết long là máu rồng. Huyết là máu được chưa? Long là rồng. Đây 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 đây, mọi người nhìn kỹ này. Nhìn kỹ cho mình nha, huyết long nha. Thấy bên trong không mọi người? Cái vòng này cực kỳ may mắn luôn nha. Đây này. Vòng này ai đeo vào thì cực kỳ may mắn nha, phù hộ nha mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây, em đang soi cái vòng huyết long cho mọi người xem nha. 14 ly và 16 ly.
14 và 16 ly có hai mẫu nha, 14 đến 16 ly nha. Mọi người soi kỹ, mọi người nhìn kỹ cho em đây. Cái vòng huyết long đây nha, em soi kỹ cho mọi người nhìn thấy nha. Mọi người có thấy đỏ bên trong không ạ? Đây ạ. Vòng huyết long chuẩn nha mọi người ơi. Vòng huyết long nha mọi người ơi. Mọi người có thấy đỏ không ạ? Đây ạ, ở giữa này có đỏ không ạ? Cái gì? Một ly là xin một chết là cái gì? Không cần soi. Yến Ly ơi, có ưng không ạ? Đẹp lắm, cái vòng này đẹp mà. Đúng rồi, nhưng Ly ta còn không yêu. Đi lo quá lại không yêu rồi. Mai bảo Hiếu lấy cái bé bé. Ra cá sốc lấy cái bé bé. Còn cái to. Mình thích đeo nhưng mà to. Ok, ok. Không mua vòng thì lại bốc thăm nha. Không mua vòng bốc thăm nha. Cho mọi người, cho những ai đi ngủ tiếc ngẩn tinh ngơ nha. Vòng huyết long ạ, vòng huyết long em bán vòng huyết long với giá là 250k thôi nha. Bán ở shop là 250k. À. Lúc nãy ai bảo em like cái dây lưng nữ nhỉ? Cái thắt lưng nữ ấy. Đẹp lắm, đúng rồi, cái vòng huyết long này cực kỳ đẹp thôi, có giá có 250k thôi mọi người ơi nhá. Vòng huyết long chỉ có giá 250k thôi mọi người nhá. Sale chỉ còn 250k thôi nhá mọi người. Lúc nãy có ai hỏi mình là cái thắt lưng nữ nhỉ? Anh ấy phải không? Anh gì nhỉ? Bông Nguyên Vũ còn ở đây không ạ? Anh Bông Nguyên Vũ về không ạ? Anh Bông Nguyên Vũ có vẻ hỏi em thắt lưng nữ không ạ? Thắt lưng nữ ấy, cái dây lưng nữ ấy. Cái dây lưng nữ ấy có phải anh ấy không? Anh Bông Nguyên Vũ không ạ? Không có ở đây rồi đúng không? Bông Nguyên Vũ không có ở đây rồi đúng không? Bây giờ 11 giờ kém rồi. Bông Nguyên Vũ có ở đây không ạ? Ai đi ngủ rồi? Ai đi ngủ rồi? Rồi trước Nguyễn, chắc là đi ngủ thật. Xem cái gì em? Ok, cho anh xem. Xanh tia nữ là cái gì ạ? À, xanh tia là sao lưng, sao lưng à? Trời ơi, ngố tàu quá đi rồi em. Tại vì là bình thường chỉ gọi là dây lưng với thắt lưng thôi, dây đai thôi. Chứ xanh tia thì đúng là cái từ này là không thể nghĩ ra thật. Anh Kiến Ly có vẻ rất là tâm lý nha, mua để tặng vợ lắm. Rất là nhiều mặt nha. Cái gì em? Thắt lưng đó tiếng gì cơ? Tiếng nâu mi á? Tiếng gì cơ? Không hiểu lắm. Cái kiểu là không hiểu gì nhưng cứ thích hỏi. Nữ có rất là nhiều mặt nha. À, Đỗ Tuấn ơi, nữ có cực kỳ nhiều mặt luôn nha. Có cả đâu bơ sạch đây. Có mẫu bơ sạch đây. Có cả mẫu bơ sạch. Cái nào em thấy đẹp? Đây, bây giờ mình sẽ soi nha. Soi luôn cho nha, xong mình ra luôn giá nha. Xong mình soi, mình ra luôn giá cho mọi người nha. Không đấu giá nữa mà mình sẽ ra nguyên giá, bởi vì cái này nó có giá của nó rồi ấy. Thì mình không phải đấu giá thôi nhá. Có cả hơ mẹt à? Hơ mẹt à? Nó như kiểu gì đấy. Không bốc nữa à? Có bốc mà. Rồi, Đỗ Tuấn hiểu rồi. Đây là của Yến Ly mà. Yến Ly ơi, Yến Ly có thích vơ sạc không? Rồi, nhiều quá, chẳng biết soi vào đâu đây. Đây, soi từng cái một nha. Yến Ly ơi, chú ý cho mình nha. Chú ý cho mình từng mặt nha, Yến Ly ơi. Yến Ly ơi, đâu rồi? Chú ý cho mình từng mặt nha. Xong được cái nào thì ưng cái nào thì chốt luôn nha. Có bốc, cho em chọn đây này. Chọn nha.
đây là mặt đầu tiên này, đây là mặt đầu tiên, dáng đầu tiên nhà Yến Ly. Cái độ rộng của nó ấy, thì nó nhỏ nhỏ như nhau thôi nhỉ. Đây, đây là mặt đầu tiên nhá. Yến Ly ơi, cái nào xong là mình sẽ dơ lâu lâu một tí để cho bạn ưng cái nào bạn chốt thì mình kịp đọc comment nha. Đây là mẫu đầu tiên này, mẫu số 2 này, mẫu số 2 này, mẫu này thì còn có cả màu đen nữa nha. Đây là mình đang cầm màu tím đấy. Đây mẫu số 2 này. Yến Ly nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá. Dây lưng nữ giá nó cực kỳ đẹp đấy mà, nó không ngày đâu. Đây này, mẫu này cũng được này Yến Ly ơi. Đây thấy không? Đấy mình soi như này cho nhìn cho kỹ nhá. Đây nha. Mẫu thứ tư này hơi mệt này. Hơi mệt này nó có cái giá nó tăng lên một tí vì cái mẫu này cực kỳ là ấy thôi. Ok cái nào? Ok cái nào đây Yến Ly? Đây nha, hơn đây nha. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Vừa sạc. Cái nào đẹp? Cái hơi mệt đẹp á Hạnh? Cái hơi mệt đẹp à em? Đây cái vừa sạc này. Vừa sạc này. Bốc đi Lê Lợi ơi, đợi chị một tí chứ. Hà Thu ơi, đợi chị một tí bốc. Đây vừa sạc nha. Vừa sạc nha. Đây vừa sạc. Nhìn kỹ nhá. Đây này, cái này nó, cái mặt nó hơi dài một tí. Đây cái này thì giá tương đối, nó cũng đặt giá tương đối đấy. Cho xem hết, đây đang cho em xem đây. Đây chị đang giới thiệu từ mẫu đi. Đợi cái nào đấy nhá. Chị ơi bóc đi rồi, Lê Lợi ơi, đợi chị một tí. Đây cái này là có cả, đây cái này cái lúc nãy chị giới thiệu rồi đúng không? Đây nha. Gắn đá nhá. Mọi người nên nhớ là những cái dây lưng mà nó có cái mạ vàng ở đây này thì không bao giờ mạ nó bị bong hoặc là nó bị mờ đâu nha. Mọi người lưu ý nha, nó rất là chuẩn nha. Braza. Đây Braza nha. Đây mẫu Braza nha. Đây mẫu tròn này. Mẫu này đấy nha. Mẫu này đấy nha. Đây là mẫu này, mẫu này. Đây, CK đây. Mẫu cuối cùng là mẫu CK nha. Yến Ly ơi, mẫu cuối cùng là mẫu CK nha. Mẫu này cuối cùng nha em nha. Đây là mẫu CK nha. Thấy rõ chưa em ơi, em ưng mẫu nào nào? Ưng mẫu nào trong mấy mẫu? Có dây nam mà cây đại ca ơi, có dây nam nhá. Có dây nam ạ, có dây nam nha. Gấu Trúc Nguyễn, chị tí nữa em ạ. Chị like đến 11 giờ nhá. Ôi giời, em chào em khâu mẫu, giờ mới vào. Anh ơi, mai qua nhà em nhá, mai anh lên sớm mai chiều. Mai lên sớm mai chiều qua nhà em lấy hàng. Cái hình thứ 5 ý. Trời ơi mọi người ơi, chị nhớ cái hình thứ 5 là cái nào không? Gộp vào rồi, này ạ. À. Này. Hình thứ 5 là cái nào nhờ? Chị từ từ. Cái này phải không? Có phải là em bảo cái mặt này không? À không phải. Mặt này. Mặt nào nhỉ? Lúc nãy có cái ấy vừa vào đây. Mặt này đúng không em? Mặt hơi mệt đúng không? À ừ rồi đúng rồi, hơi mệt đúng rồi. Đúng rồi, mặt hơi mệt. Chị vừa mới nghĩ ra. Mặt hơi mệt này. Yến Ly ơi, chị đưa cho em ra giá luôn nha. Mặt hơi mệt rồi nha. À không phải à? Có phải hơi mệt đâu Đỗ Tuấn, hỏng đấy. Gửi chung Nguyễn rồi, ok em. Hết cái này thì chị để bốc. Yến Ly ơi, mẫu nào nhỉ? Mẫu này à? Có phải cái này không?
Có phải cái này không? Lại không? Em ơi, em chụp màn hình em gửi luôn chị được không? Chị còn chả nhớ là cái đấy cơ. Em ơi, bây giờ nhá, Yến Ly ơi, comment nhanh cho chị nhá. Em comment nhanh cho chị nhá, chị ghi từng mẫu cái nào không là em ca nhá. Ca vào cho chị mẫu này đúng không? Ca luôn đi. Có là có, còn không thì ca luôn đi em. Cái này đúng không Yến Ly? Comment nhanh nhanh cho chị tí. Yến Ly đâu rồi? Không, rồi một ca. Hơi mệt không phải rồi. À mặt tròn ý, mặt tròn ý. Rồi ok mặt tròn. Cái vơ sạc này á em, có phải vơ sạc mặt tròn này không? Có phải vơ sạc này không Yến Ly? Không một cái hay là có đi. Có mặt mặt này không? Không. Đây mặt tròn này chắc là mặt tròn này. Đây à? Đây phải không? Đâu rồi? Comment nhanh đi. Không. Nè, cái thứ năm à? Polanda này phải không? Polanda. À Polanda này gần cuối rồi. Có phải cái này không? Không. Thế thì chắc là hai cái tròn tròn này nó trồng ấy thôi đúng không? Cái này đúng không? À cái này là cái này chắc là không. Cái này à Yến Vi ơi. Phủ hay không? Uống bia chắc say rồi sao? Phải không Yến Ly ơi? Ok, trời ơi. Đợi mãi thôi à. Cái này là có màu tím với màu đen này. Có màu đen đúng không? Ờ, cái đấy có màu đen này Yến Ly nha. Yến Ly nha. Đây, mặt đen này. Mặt tím với mặt đen em thích mặt nào? Em thích mặt nào? Đây, bạn ý bảo mặt này rồi. Cái dây em thích dây tím hay dây đen? Comment luôn cho chị đi, số điện thoại cộng 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 màu đi. Ôi giời ơi, chị vừa thấy ok đấy. Vừa thấy Yến Ly ok một cái đấy. Cái tròn là cái này đúng không em? Có phải cái hình bông hoa này không em? Không, không phải cái tròn có cái gạch đâu. Chị soi cái gạch rồi, cái gạch bạn ý không phải không phải. Cái tròn này phải không? Cái hình vuông mà. Đấy, thấy chưa? Tròn nữa đi. Cái nhóm chuyên hóng. Không mệt, không phải hơi mệt. Nhóm chuyên hóng ấy toàn vào nói sai thôi à. Làm chị cũng tự tưởng thật. Đây phải không Ely ơi? Có phải không Ely? Có mỗi cái vuông này thôi. Mới lại một vuông hơi mệt thôi em. À, cái này là cái gì? Cái này. À. Cái hình vuông mà. Đây, có hai hình này. Có đây, có phải không? Chắc là Yến Ly bảo cái này rồi. Nó bị rơi xuống. Nên là chị không nhìn thấy. Có phải cái màu đỏ này không em? Cái này màu đỏ mận. Đây, cái vuông trước đây. Yến Ly ơi, có thì có được cho chị một cái em. Có thì có cho chị một cái nào. Nhanh lên còn bốc thăm trúng thưởng nào. Chị đợi 2 phút nhé. Đâu Yến Ly đâu rồi? Cái vuông là cái này đúng không? Comment cho chị một cái đi em. Khách hàng là thượng đế nên là mình lúc nào mình cũng kiên nhẫn được. Em bảo từ đầu mạng chị chậm mà không nghe em. Mạng chị chậm á? Đây phải không em ơi, Yến Ly ơi, cái này đúng không? Đúng rồi, cái này, Yến Ly bảo cái này đúng không? Đây, cho Yến Ly cái này này.
Ôi, cái này giá hơi ấy nha. Tiến Ly ơi, cái này có giá đây này. Chị cho em nhìn giá luôn nhá. Em có lấy không? Không, căn bản là mọi người ơi, căn bản là chị đang đi làm ở ngoài ấy cơ, cái chỗ chị làm ở là công ty chị cơ. Còn tí nữa nếu mà inbox thì chị lại không có mặt ở đây ấy. Yến Ly ơi, cái dây lưng này có giá là 350k nhá. 350k. Còn nếu mà em thích cái vuông này là 250k nhá. Cái dây vuông này là 350k nhá. Để em nhìn kỹ cho chị nhá. Rồi ok, bốc 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 đây. Yến Ly ơi, 350k nha, em chốt. Rồi ok. Em ơi, em comment luôn cho chị số điện thoại đi Yến Ly. Comment số điện thoại cho chị nhá. Yến Ly ơi, comment lên cho chị số điện thoại đi em. Mạng nào nhờ, Gấu Trúc Nguyễn ơi, mạng nào? Không, chị đọc được mọi người mà. Chị đọc được, mọi người cứ thử comment đi, chị đọc luôn xem nào. Gấu Trúc Nguyễn, comment luôn, pick thêm cây đại ca nào. Yến Ly ơi, cho chị xin số điện thoại nào. Comment đi để chị đóng luôn nào. Đây thấy, mạng chị ý, mạng chị có sao đâu. Rồi ok, chốt Yến Ly nha. Mạng chị có sao đâu, em vừa comment chị đọc được luôn đây đấy. Cô chủ nhiệt tình quá. Cảm ơn Loan Linh nha. Được rồi nha, được rồi nha. Rồi, chị cảm ơn Yến Ly nha. Chị nhận được số điện thoại rồi. Bây giờ là bốc nốt nhé, bốc nốt cho mọi người. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ 23 giờ rồi, 23 giờ rồi. Bốc nốt nha. Bốc nốt tặng quà nốt cuối cùng nha mọi người. Bốc một lần nữa thôi nhá. Không thì để ngày mai nhá. Bốc một lần nữa thôi nhá, nếu mà chúng không chúng đi thôi nhá. Không để ngày mai nhá. Mọi người nhá. Cái đấy là 350, 350k đấy. Ôi, 350k. Trời ơi, chị nhìn nhầm. Chả hiểu hôm nay mắc mũi kiểu gì nhá mọi người ạ. Cái của Yến Ly là cái giá là giá ghi mà đấy là 380k, không hiểu sao chị đóng nào mà ra 350k. Thôi được rồi, chị bán đằng nào chị cũng nói rồi. Đằng nào chị cũng nói rồi là chị bán cho Yến Ly 350k vậy. Tại vì cái giá in ở đấy, giá niêm yết ở đấy 380k mà. Mà không hiểu sao mắt chị nhìn kiểu gì mà ra 350k chứ. Chị để luôn cái mắt ở đấy cho Yến Nhi nhá. À, cho Yến Ly nhá. Này tặng tặng nha, tặng thỏi son nha, tặng tặng thỏi son nha cho đỡ buồn nha, tặng thỏi son cho đỡ buồn nha. Chị tặng Yến Ly thỏi son nha cho đỡ buồn nha. Nào bây giờ bốc nó trước mọi người ơi, bây giờ 11 giờ là ấy rồi, chị chuẩn bị nghỉ rồi ấy. Nên là bây giờ chị bốc nốt một lần nữa thôi nhá. Chúng ai thì chúng, mà không chúng đi thôi, để ngày mai nhé mọi người. Để ngày mai chị lại bốc tiếp nhá. Ok không? Rồi bị rơi một cái xuống đây. Nào. Chúng ai thì chúng nhá. À rồi, không sao, 380k rồi. Chị cảm ơn Yến Ly nha. Chị cảm ơn Yến Ly. Yến Ly 380k không sao. May quá. Chị tặng Yến Ly thêm son nha em nhá. 380k chị tặng em thêm son nhá. Cảm ơn em nha. Đây chị bốc được một người này, bốc được một nick này. Bốc được một nick rồi, bốc được một nick rồi. Rồi, chị cảm ơn Yến Ly. Ok, ok, bốc nha, bây giờ 11 giờ hơn rồi, 11 giờ hơn rồi. Ai đây, ai đây, ai đây? La Hằng. La Hằng là cái bạn này là nghi là đi ngủ lắm. Bởi vì từ nãy chưa thấy ý kiến đâu. Chưa thấy ý kiến gì đâu, bạn La Hằng nhá. Thử đếm 5 đến xuống đến 1 xem nào. À 10 đến 1 xem nào. 10, La Hằng nhá, La Hằng nhá mọi người ơi. Nhớ là nick La Hằng nhá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ La Hằng, hết giờ La Hằng. Thôi bốc một cái nữa nha.
La Hằng coi như là đi ngủ rồi, mai xem lại live tiếp ngẩn tinh ngơ. Đấy mọi người ạ, à, nói thiệt thiệt ở chỗ đấy không theo dõi live. Chị bảo rồi, cứ tương tác tốt đi rồi là may mắn sẽ có quà mà. Rồi ngủ rồi, biết là ngủ rồi. Lương Thị Đào đứng rồi, Lương Thị Đào. Cứ mua quà đi, cứ mua đồ đi là nhận được quà luôn. Đây ai đây? Bùi Thúy qua đây không? Bạn này lâu lâu không thấy rồi đấy, ẩn đấy, lâu lâu không thấy chắc lại đi ngủ rồi. Bùi Thúy này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok, hủy Bùi Thúy. Thực sự là rất là tiếc cho mọi người luôn. Đấy, các bạn ở trong live này thì biết rồi đấy. Chị tặng là chị tặng thật chứ không phải chị tặng đùa đâu. Nên là không được, đúng là thiệt cho mọi người thôi. Một lần nữa thôi nhá mọi người ơi, chúng thôi nhá. Để chị ấy nhá. Hóng chị sắp ọp. Bạn nào nhỉ? Hóng chị sắp ọp, mày dám nhắn tin cho chị. Rõ, cứ nhắn tin đi, xong lát nữa nửa đêm 12 giờ là chị inbox lại nhá. Tại vì là bình thường còn cái thời gian chị từ công ty chị về nhà nữa cơ. Đây, một cái nữa này. Thôi một cái nữa nha mọi người nhá, không thì để mai nhá. Chẳng biết đâu ạ, không biết đâu ạ, Loan Minh ơi em không biết đâu ạ. Em cứ bốc thôi. Cũng nhiều người bạn chúng lắm mà. Đấy, thật là tiếc cho mấy bạn đi ngủ ấy. Em ạ, à, hết giờ rồi Lô Trinh ơi. Cái gì đấy? Thu Hường. Thu Hường. Thu Hường mình nhớ là cách đây comment phải tầm khoảng tầm 30 phút rồi cơ. Bây giờ chắc đang ngáy rồi. Giờ chắc đang ngáy rồi. Thu Hường nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ, thu Hường hủy nha, ba đơn rồi nha. Mọi người ơi, hẹn mọi người chiều mai nha. Bây giờ hôm nay là chị hơi quá một tí rồi. Mọi người có gì mọi người inbox cho chị nhá. Inbox cho chị nhá. Lúc nãy có một số bạn hỏi là chị dùng cái gì, chị dùng son gì này, và chị dùng phấn gì này, cứ inbox cho chị nha. Những cái đấy cứ inbox cho chị nha, inbox ngoài nha. Chị sẽ không like những cái đấy đâu nha. không trong cái tâm của chị là chị like những cái sản phẩm đấy nha. Bởi vì là chị dùng thì chị inbox riêng cho chị đấy nha. Mai nha mọi người, mai nha. Mai Thu Hà sẽ được nha Thu Hà. Mai nhớ nhá, buổi chiều của chị là giờ live của chị này. Giờ live của chị là buổi chiều là 3 giờ nhá. Còn buổi tối là 8 rưỡi nhá mọi người. Nhớ giờ live của chị vào nhận quà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn mọi người đã tương tác với chị nha. Mai chị tặng quà mọi người nha.